tiệm chè Hảo Ngọt sắp đóng cửa, sắp đi Mỹ. Con em nó bảo lãnh 21 tiếng nữa thôi em sẽ thành Việt Kiều. Mà quan trọng người Việt Nam sắp leo lên máy bay đi Mỹ, chơi cao dài cho biết mình người phụ nữ Việt Nam. Cái đuôi gọn dễ sợ, nói ra thiệt là vui lòng. Cảm ơn Nguyên một xóm tới đây đưa em nha. Ủa không vậy? Đang tung tăng trên trời, đọc mây xanh hôm nay xuân chơi. Tối hôm nay rất buồn, thấy bà tự nhiên tôi vui. May nào mà đưa nổi bà, trời đánh bà văng xuống đây á, kiếm tôi làm chi vậy? Đòi nợ chứ làm gì? Trời, ta sắp đi nước ngoài rồi, tự nhiên cái đòi nợ tôi à? Tôi nói bà nghe, có chuyện vui tôi kể bà nghe. Chuyện gì vui? Tôi nằm mơ tôi thấy bà. Sao tôi ghét ai nằm mơ ghê vậy đó hà? Tôi biết, tôi ghét ai nằm mơ lắm. Tôi là người thiệt, việc thiệt, đừng có nằm mơ. Nằm mơ này vui lắm, tôi nằm mơ tôi thấy bà đi Mỹ. Ừ, cái có. Cái bà đi Mỹ mới bay mới vậy bay chút xíu, cái máy bay rớt. Trời đất ơi, ô mẹ, vô duyên dễ sợ. Không có, cái này vui, không có vô duyên đâu. Tôi đoạn kết vui lắm, máy bay rớt xuống biển ra, bà bị văng ra, nghe một cái tủm. Hả? Văng ra một cái tủm rồi bà có giật nước cho nó trôi không? Trời ơi, tôi giật nước mất bà sao? Đừng có được, đừng có giật nước tôi. Không được, tôi để vậy đó, tôi để vậy tôi coi. Cái bà biết sao không? Cái ai người ta cũng có ôm được cái phao hết trơn á. Ừ, tôi. Mình bà ôm được cái một gì ta nói dằn thẻ hả? Trời ơi, con mẹ này mới vô duyên dễ sợ luôn. Con mẹ này là Thúy Nga viết bà trong cái giai nào vô duyên các cỡ cuốn 56 hay 52 gì nè, bà vô duyên quá. Hả? Tự nhiên tôi rớt xuống biển mà ai cũng ôm cái phao, tôi ôm cái bọc mà bọc vàng. Cái gì đó trọng? Màu vàng không phải là xui đâu nghe. Tao nói bà mở cái bọc ra ha, ở trong nó vàng cục. Tao nói bà cho người cục. À là cục vàng đó. Tới tôi hết vàng. Hả? Cái bà cho tôi bọc tiền. Ừ, được tiền được bà. Ý là trước khi bà đi Mỹ á, bà trả nợ cho tôi đó bà nội. À vậy hả? Ừ. Thế nó nghe nè, bà tên là Mai Dân Hiến. Bà nằm mơ bà không thấy đàn ông trai, tự nhiên bà nằm mơ mắt gì bà thấy tôi. Bà nghĩ sao mà tuổi tôi còn trai với tiết nữa. Tôi hết trai rồi, tôi hết có thèm trai rồi. Bây giờ tôi nghĩ tới con nợ thôi. Tôi đang vô cái thời tiền. Tiền gì? Tiền mãn kinh. Thành ra tôi thấy đàn ông á, tôi hết thèm rồi. Nhưng mà cái con mẹ này tôi nói thiệt nha. Gì vậy? Con mẹ xấu ghê vậy đó. Làm gì xấu? Lối sớm tới đưa bà kìa. Trời đất ơi, toàn là trai đẹp không mà. Đẹp không, nhất là hàng đầu. Bà giấu bà hưởng một mình phải không? Mấy anh ơi. Em thấy mấy anh tự nhiên em thèm lợi rồi. Trời. Thôi nha, cái này hàng sớm tôi không đó. Thôi được rồi đó, tôi trả tiền cho mày yên tâm mà. Hứa trả phải không? Hứa. Vậy đi, thà ăn mày hơn ăn cướp. Ăn mày hồi nào? Trời ơi, tôi nói tôi trả mà. Dù gì cũng có một lời nói. Tôi nói vậy thôi. Về phải không? Ừ, về chút bà. Trả. Ừ. Bye. Ê, nói nghe nè. Gì? Bà bớt vô duyên lại đi nghe. Bà vô duyên tới giờ là cuốn ba một ổng sắp từ giả rồi mà bà vẫn còn vô duyên. Bẩm sinh. Hết nước nói không? Sớm em là tàn vậy không á. Mà Thúy Nga Paris by night, những cái nhân vật mà người ta giết, ông Ngạn ông giết là nhờ cái sớm em không á. Hello. Hay quá trời. Cái gì nữa? Everyone over there. Tấm thân nhỏ bé xin chào đại gia đình. Dịch ra tiếng Anh, my small body, hello people in the big family. Tôi tên là Hằng Rado, sư phụ của ông cha nội Hằng Rô, thông dịch viên ở trong Paris by night 101 á. Hằng Rô là hô răng, nhưng Hằng Rết không phải là hết răng. Cái là gì? Hằng Rado là cái tờ giấy 100 đô đó. Nhìn thấy tờ giấy 100 đô là thấy cái bản mặt của tôi. Đây, my student trong cái xóm này. Còn dạ. thầy giáo làng là thông dịch viên. Dạ. Tên Việt Nam là Ngọt thôi, nhưng mà mới quốc qua bên Mỹ là Sugar. Mà cái tuổi này nha, bên Mỹ người ta kêu Mama. Dạ, tên đầy đủ Sugar Mama. Tôi là Sugar Mama. Vậy ông là Sugar Papa hả? Bậy. Tôi không phải là Sugar Papa nha, Sugar Mama. Tôi là Sugar Baby. Trời ơi. Thôi bây giờ thông dịch viên dạy tôi nè. Lên máy bay 20 mấy tiếng đồng hồ, tôi làm sao mà tôi sinh sống lên trên trển được. Yên tâm, đã có tức chờ ở đây. Là coi như tức chờ sẽ dạy cho bà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Vậy tôi nói thiệt, bà lên máy bay là bà cứ xì mai and talk no ok. Xích đu. Làm gì ạ? Lên máy bay mà có xích đu là tôi phái. Ê, nó nghe nè, bà làm gì giờ khỉ đu dây vậy trời?
thì em mới kêu tôi xích đu. Ủa chứ cha tôi lộn, xích bèo. Thôi, tôi là con người, cho tôi ngồi với người, tự nhiên cho tôi ngồi với con beo. Ông có thấy bao giờ con cọp mà ngồi với con beo không? Không, tôi kêu xích beo đây là beo. Bà lấy sợi dây bà gàng người bà lại đó. Gàng cái người á là gọi là dây an toàn. Đó, đúng rồi, lấy cái dây an toàn lại. Ở Việt Nam không ai rằng cái dây đó nó cắt hết rồi, ai cũng sống đó. Trời đất ơi, nó nghe nè, cái đó bên Việt Nam, còn mình chuẩn bị làm việc kiểu rồi, mình phải qua Mỹ, mình phải có beo lại. Ờ đúng rồi, đúng rồi, tôi sắp qua Mỹ, giờ tôi beo lại. Đó, beo lại, đó. Ừ. Nói bà nghe. Ừ. Ở trên đời, ông bà mình có cái câu là có tứ sướng, ăn, ngủ, ủ, ỉ. Cái gì ông nói lại coi, thấy ghê vậy? Tôi nói lộn. Ừ. Ăn, uống, ngủ, nghỉ. Ừ. Nói lộn. Ăn thì có thể tôi không ăn. Ừ. Nhưng mà lên máy bay là phải uống chứ sao sống nổi. Thì mình muốn uống thì mình giơ tay lên, mình kêu là coi như tiếp viên nó ào tới, nó phục vụ mình liền. Hey. Hey gì vậy? Kêu nước. Trời ơi, lên máy bay mà kêu hey, mà làm như kêu con sen vậy. Thì vô tiệm chè tôi, người nào cũng kêu hey, giờ tôi tới tính tiền liền. Ước, mình phải lịch sự nhẹ nhàng. Mình kêu mình phải lịch sự lại, hey nhẹ nhàng coi. Ok, hey baby. Hey. Hey. À. Gì? Kêu. Thôi mà lại như con gái ngồi vậy. Thì ông kêu nhã nhặn. Nó nghe nè, nhẹ nhàng lịch sự thôi. Ờ, nhã nhặn. Mình kêu hay vừa thường nói. Ờ, rồi ta tới làm sao không? Nó nghe nè, bây giờ á mình muốn uống nước đúng uống không? Uống nước, uống nước nha. Nước là gì? Qua đời. Mà nói lại lần nữa đi, chứ hàng xóm bật cười dữ lắm đó. Cái gì? Qua đời. Qua đời là đi chết má ơi. Ta kêu là water. Ê, tôi uống nước thường chứ tôi không có uống nước mía. Cái mỏ ông y như cái xe nước mía vậy. Vậy hả? Ừ. Vậy tôi lấy vô lại. Lấy vô lại. Water. Water. Rồi nhớ rồi. Đó. Uống vô. Vô là gì? Vô là in. Là vô là in nè. À. Đó. Vậy mình kêu là water in. Ê, nó nghe nè, water in nhiều quá rồi, giờ tôi muốn đi toilet thì sao? Bây giờ mình muốn nãy vô thì mình kêu in, thì bây giờ ra là gì? Ra là kêu out. Mình kêu water out. Vô. Ngon lành. Bây giờ lên máy bay, họ muốn uống là water in là đưa in. Đúng. Còn muốn đi toilet là water out là cho đi đái. Nó nghe nè, bây giờ mình muốn đi đái, mình đâu có thể la làng nói tôi muốn đi đái. Ờ, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nó nghe nè, mình nói nhỏ, ơ cái gì vậy? Đi đâu? Đi bây giờ đi chứ mắc quá. Nó nghe nè, đi máy bay quốc tế ngồi ngay cái ghế chính giữa nữa. Hai thằng Mỹ nó ngồi kế bên, mình muốn đi mình phải nhẹ nhàng lịch sự tôn trọng người ta chứ. Thôi thôi thôi, yên tâm yên tâm. Hai Mỹ kèm. Đúng. Trời ơi, nó đang ngủ đâu có ấy được. Rồi rồi, rồi đi, đi đi. Bây giờ làm sao ta? Nó ngủ rồi giờ làm sao trời? Thì kiếm cách. Đợi đợi em chút đi. Em nha, cái này biết cái gì vậy? Ê mà đưa mình có làm cái cây vô lại mà vô vô mặt ta. Nguyên cái tạo dài phủ lên mặt tay luôn. Ơi. Xin lỗi anh nha. Đó, rồi. Đi đi. Bà làm gì vậy? Trái cây đè vô mặt nó chảy nước miếng. Trời. Bây giờ tôi đi xong rồi, tôi đi tới luôn trên máy bay cho thoải mái được không? Mình đi máy bay chứ phải đi xe bus. Đúng không? Không phải là đi xe bus, hiểu không? Mình đi leo vô ngồi lại cho nó an toàn. Leo vô. Mình đi toilet xong phải vô. Phải chở vô lại đàng hoàng. Rồi rồi, đợi tôi chút. Để tôi ấy vô lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó ngủ sai quá. Nó ngủ sai quá. Ê, cái chảo đưa vô mặt ta. Hồi nãy đưa trái cây vô nó chảy nước miếng, bây giờ đưa cái chảo vô thôi. Để nhiều khi nó chiên cục gà nó ăn. Dạ, em lấy ra cái áo nhanh. Ê, ông em. Ê, hello. I love you. Mà làm gì vậy? Nói chuyện ai vậy? Nói chuyện với Mỹ kế bên. Ê, nó người Mỹ mà nói tiếng Việt sao nó hiểu? Nó lấy vợ Việt Nam, nó nói chuyện như quỷ luôn. Nó còn ăn xoài chấm mắm ruốc nữa kìa. Tôi sợ bà luôn á. Ê, sức tưởng tượng của bà khủng khiếp quá luôn á. Vậy hả? Ôi, bỏ đi. Nó nghe nè. Hả? Bố mình đi máy bay mình có thể nào mình cắt cái tà này cho nó gọn gàng chút xíu được. Đâu có, tôi lần đầu tiên đi máy bay, tôi leo máy bay người ta phải biết tôi người Việt Nam đi qua đây chứ. Hả? Trời ơi, kỳ lâu lâu mới được đi máy bay một lần mà. Rồi. Phải làm cho tới chứ. Bà làm được phụ đánh cá vậy. Rồi sao vậy? Tại chỗ đi, tôi có đồ cho bà. Để lại. Lo tôi đầy đủ luôn ha. Trời ơi. Tức chờ mà. Gì vậy? Trời đất ơi. Miss Su. Trời ơi. Giờ già cái gì nó cũng tuột đó ba. Này, tôi kéo lại. Định rồi. Định lại. Già nó tuột chứ. Thấy rõ không? Thấy. Miss Sugar Mama. Ờ. Quan trọng. 1-800-666-3629.
giờ lên máy bay làm gái luôn. Cái gì? Thì nói là phi xếp tonight là tối nay làm gái trên máy bay. Cái ghê vậy? Bà. Cái gì? Bà bớt tự tin lại. Sao vậy? Tuổi bà bây giờ nhiều khi phải thối ngược lại, không biết người ta chịu chưa nữa. Ai mà biết mẹ, bây giờ tôi tưởng gu mấy thằng đó phái già già sugar mama rồi. Thôi. Tưởng ngon chứ này vô khúc. Nó nghe nè. Cái gì nữa? Tôi thấy tôi không có yên tâm lắm. Ừ. Bây giờ student đứng ở đây chờ tôi. Ừ. Tôi về nhà, chúc tôi quay trở lại. Ừ. Làm cho thêm vài cái nữa cho người ta biết đường. Yên tâm. Tại vì tôi qua bển tôi đâu biết nói tiếng Anh tiếng Ngu gì. Ta nhìn vậy ta gọi cho ông. Ta gọi cho tôi làm gì? Ta gọi cho tôi để người tôi biết tôi thông dịch lại. Biết rồi. Mà tôi không có yên tâm, chờ tôi đi. Rồi. Tôi đi chút tôi quay lại. Rồi. Bye bye hàng sớm. I go home sớm tôi. And I will come back sớm này. See you. Cha nội này cũng mê cái thằng cha Hanro cuốn 101 của tiếng Nga nữa. Chứ đâu mà ra mà thông dịch viên vậy mà đâm hơi dữ vậy. Không biết chuyến này tôi qua tới Mỹ gặp con tôi không nữa thì tôi lo hết sức luôn. Sớm gì người lạ không à. Bà Ngọt ơi, bà Ngọt, em chào bà con cô bác. Dạ, em xin thử giới thiệu, em là nhà phong thủy nổi tiếng nhất đấy ạ. Em tên là Trần Thị Tiêu Diêu. Em tốt nghiệp ở Đài Loan. Em có làm ăn ở bên Paris. Và bây giờ em về cái xóm này em đi coi bói dạo. Ta đã trở nên ơi, suốt ngày ra em cứ lo cho mọi người không. Chứ đến bây giờ em vẫn còn con gái trên cái xóm này. Nó nói em là người trinh nữ tên Diêu. Thôi bây giờ hôm nay là bà bạn mà đi xa, thôi em sang em chia tay một tí xíu ấy mà. Bà Ngọt ơi, bà Ngọt. Ôi trời ơi, sao khung cảnh vắng lặng thế này? Người đâu rồi? Chả lẽ người đi rồi à? Nhìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà có vui sao? Cái gì đây? Cái sớm này không ai bình thường hết trơn á. Ê mắc mớ gì, tôi sắp đi rồi, vô đây bà hát nghìn trùng xa cách. Bà tưởng bà là Y Lan hả? Không, Y Lan là bà giáo của tôi. Mà tự nhiên ở đâu ra mà phọt ra giống như một cái ngọn núi lửa thế. Trời ơi, thì sắp đi Mỹ rồi mình phải hừng hực chứ. Nãy rồi. Giờ xếp đồ. À xếp đồ à? Xếp đồ đây. Đây này, để tôi sang rồi tôi coi bói cho bà đây này. Ôi bà ơi, tôi không có coi nữa bà ơi. Sao bà thế? Coi bói cho tôi có đúng đâu mà đòi coi bói hoài. Bà nhiễm ba coi phim rồi coi băng video nhiễm mà. Coi đúng bà. Đúng rồi nào? Rất là đúng đấy bà nhớ lại đi. Nhớ tôi, gì? Tôi nhớ bà nói với tôi à. Là tôi sẽ ở căn nhà này 18 năm sau đó trai trẻ sẽ rước tôi đi. Có ai rước đâu. Bây giờ nè tôi nói cho bà nghe, tôi giải thích nhá. Thế bà ở căn nhà này bao nhiêu năm rồi? 18 năm. 18 năm. Đáng lý là con tôi nó bảo lãnh tôi cách đây 2 năm. Mà tại dịch vật đó bây giờ là ở thêm 2 năm đó là 18. Đấy. Đáng lý là 16 năm nếu không có dịch là bà đi Mỹ rồi. Nhưng mà rời thêm 2 năm là 18 năm. Đúng. Ai bảo lãnh bà? Con trai tôi. Con trai bà thì đó là đàn ông trẻ. Đúng là 18 năm sau bà bỏ căn nhà, bà đi theo trai trẻ là con bà, đúng chưa? Lúc tôi đẻ nó là con trai. Ha, đi qua bển không chừng giới tính nó linh hoạt cái đổi thành gái sao? Đây, đuối lý rồi cứ cãi vớ cái vận, tôi không cần biết, nhưng mà khi mà nó đẻ ra nó là thằng cu, tôi chỉ biết là thằng cu thôi. Thôi vậy coi như cái đó đúng đi. Quá khứ bỏ sang bây giờ này, tôi mới coi hiện tại này. Hiện tại sao? Lo quá. Cái chuyến bay bà mấy giờ? 8 giờ tối nay. 8 giờ à? Tí xíu dần mẹ thì thôi chết rồi, không được rồi, rồi ơi. Trời ơi, sao tôi bay mà người nào cũng qua tôi chết, tôi chơi vậy trời. Chết chết rồi. Sao? Nếu mà bước cái chân lên máy bay đúng 8 giờ là máy bay nó rớt. Hả? Bây giờ làm sao? Hả? Bây giờ phải rời chuyến bay sang. Trời, làm sao mà cái thế lực nào mà tôi dời được? Hả? Rời phải rời sang từ 8 giờ nhá. Dời bao lâu? Sang 8 giờ 1 phút thôi. Ê, cái con mẹ coi bói này thiệt luôn á. Có 1 phút thôi phải không? Không, 60 giây nó quan trọng lắm. Rồi. Mà tôi tính hết, tôi thương bà lắm. Trời ơi, tôi là chỉ cứu đời thôi chứ có ăn tiền ăn bạc gì có ai đây. Tôi chuẩn bị hết rồi đây này. Ôi giời ơi, đây nhá, trả tiền bạc gì đâu. Đây, tôi có 2 cái lá bùa này. Tôi ngâm vào trong dầu đậu phộng là 1 tuần nay rồi. Sờ cho nó trơn lắm. Bà ngồi xuống đây. Đây bà ngồi xuống đây nhá. Bà giơ chân bà lên. Giơ chân lên. Ôi giời tôi hôi thế. Đấy nhá. Bà cứ dán vào đây nhá. Đấy nó trơn ấy. Bà chạy đến đúng cái cửa máy bay. Bà cứ té chỏng gọng mà giơ 2 chân lên trời thì thế này. Té thì được mà 2 chân trên trời tôi đâu có làm được. Không phải thế mới được. Thế nhân viên nó tới nó mới khép 2 cái chân bà, nó kéo xuống, nó dựng đầu bà lên. Coi như là trễ đúng 1 phút. Hay dữ ta. Là nó cứu được bà đấy. Hay ha. Đấy. Đây 600 ngàn 2 cái. Cái gì vậy? Mới nói coi phi giờ tính 600.
coi không tốn tiền là cái mồm tôi coi bói không tốn tiền thôi. À, còn cái này bùa là phải mua. Thôi đi, tôi không lấy đâu. Hả? Không lấy. Không lấy à? Thôi 400. Thôi dẹp đi bà ơi. Cậu la quá hàng xóm nhau không? Muốn mà trễ máy bay đúng không? À, bà yên tâm. Sao? Đây, tôi có tà áo dài để làm gì? Làm nhiều gì? Cơ hội lắm. Một chân đã bước qua máy bay rồi. Cái chân này còn dướng trở lại. Đúng không? Đúng. Lúc đó 8 giờ tôi đứng dậy. Nó vừa phen 8 giờ cái tôi rút cái giò này lại. Còn dướng là cái tà. Tôi đứng tôi rút là từ từ. Tôi rút xong cái tà áo dài là 8 giờ 5 phút luôn. Đầy cá đằng sau áo dài ấy. Cái như là con mẹ chài lưới ấy. Có bài hết rồi. Thông minh thôi được. Yên tâm. Cho không luôn à. Ủa gì kỳ á. Rồi nhá. Rồi. Rồi đấy. Bây giờ quan trọng thế, bây giờ lên máy bay xong xuôi rồi. Xong. Yên tâm rồi đúng không? Ừ. Cái này là quan trọng nhất khi mà mình đến Mỹ. Ừ. Ui dồi ôi bà ơi, bà biết không, cái cuộc sống bên Mỹ nó bận rộn lắm. À, tôi qua tới Mỹ bận rộn. Tôi bấm quẻ con bà nó không có đi đón bà. Mà bà phải đi bằng xe buýt. Xe buýt là bên Mỹ người ta gọi là xe bớt sờ đấy, hiểu không? Đừng có bớt thờ mà là bớt sờ nhá. Bớt sờ. À, bớt sờ nhá. Bà leo lên xe buýt, nhưng mà cái vấn đề thế này nè. Ở Mỹ đấy, nó nhiều ma lắm, ma cỏ kinh lắm. Lên xe buýt, hỏi ngay tên ông tài xế. Ông nào mà tên Thọ là đừng có leo lên nhá. Được chưa? Tên Thọ là đừng leo lên. Nhưng mà thế này, bên Mỹ người ta không có nói tên Thọ là Thọ đâu. Mà bên Mỹ nó nói là Thọ, to, to. Tức là cái thằng cha nào mà to thì đừng có leo lên. Nhớ nhá. Đi qua tới Mỹ thằng nào to đừng có lo. Đừng leo lên. Thằng nào nhỏ nhỏ quéo quéo leo lên. Đúng rồi. Chết cho tiên ngày với tôi. Đúng không? Thở nhỏ được leo lên liền. Nhỏ leo lên. Mình lớn tuổi rồi. Leo đến thằng to nó vật là chết. Đấy. Đúng rồi. Cho nên cứ nhỏ mà leo lên. Cứ nhỏ mà leo. Đấy, xong rồi. Bà biết không? Bà lên xe bus. Sau đó thì người ta sẽ đưa bà về một căn nhà số 24. Lúc mà bước vào nhà, bà sẽ có cảm giác đấy là cõi âm. Đằng sau nhà là bãi đất hoang sau nhà. Và lâu lâu bà lại nghe tiếng quạ réo vong hồn. Tất cả những chuyện ma này đều do Hồng Đào và chính tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn trình diễn. Ê, cái con mẹ này, bà đó là bà mê ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Rồi bà nghe cái băng kể chuyện ma nha. Chứ con tôi không có bắt bớ gì mà không đón tôi ngoài sân bay. Nhà nó có số 24. Bà gọi là ở Việt Nam này người ta gọi là bà Đao Ma đó. Là gì? Có nghĩa là bà nghe ông Nguyễn Ngọc Ngạn riết rồi bà yêu cái bóng cái hình của ổng. Nhiễm vô người của bà. Ủa nãy giờ là chuyện ma chứ không phải tôi coi bói chứ bà. Chuyện ma. À. Bà chỉ là mê cái bóng, cái hình, cái tiếng nói thôi. Ừ. Còn tôi mới là đương kim vô địch nè. Tôi với ổng là bốn mắt nhìn nhau. Sao mà bốn mắt nhìn đâu được? Tôi coi Thúy Nga Paris by night. Trời ơi. Tôi mua băng gốc đàng hoàng. Trời. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy ổng là ổng nhìn thấy tôi. À. Hai đứa tôi nhìn nhau. Ừ. Chuyến này là 21 tiếng đồng hồ nữa tôi là vợ ổng rồi đó. Trời ơi, thôi đừng có bốc phép đi. Làm sao mà là vợ được? Tôi bay qua bển tôi coi show tôi gặp ổng. Gặp ở đâu? Người ta nói tổ chức cái show gì ổng chào tạm biệt ở Las Vegas. Ổng vừa chào tạm biệt xong tôi đứng ngay trước cửa, ông mở cửa ra tôi vừa gặp ổng tôi hốt ổng liền. Trời ơi thôi bà ơi. Này, người ta có vợ rồi. Trời đất ơi. Cả xóm tôi đều biết. Nếu mà ông Ngạn có vợ, ổng đã giới thiệu lên sân khấu đứng rồi. Từ đó tới giờ giới thiệu chơi cho vui thôi. Còn ổng đứng kế bên bà Kỳ Duyên. Đúng không? Thử mà tôi làm vợ của ổng thôi. Ổng mà đứng làm MC tôi đứng kế bên vậy nè. Bà mà kế bên hàng kia ổng farewell là đúng lắm rồi đó. Không, tôi nói là ông Ngạn chưa có vợ. Ổng chỉ nói cho có tôi chứ bao giờ ai có vợ ông Ngạn. À, có nghĩa là coi như là vợ chỉ là che đậy thôi đúng không? Che đậy thôi. Trời ơi bà hay quá. Ôi sao té ra là cuối đời tôi mới biết là ông Ngạn bóng à. Hả? Trời ơi, vợ chỉ là người ta chào tạm biệt rồi bà còn dễ cái bóng nữa. Thì đánh bà vợ là che đậy thôi. Che đậy vậy thôi, tại vì ổng là mấy chục năm mà ổng làm cho tôi nghe. Ổng không có thời gian. Kỳ này ổng lấy tôi, chứ ổng không có bóng. Ổng giờ hơi già chút xíu. Giống như cái vòi nước ở xóm mình á, nó hơi ngoẻo. Mà mình muốn xài thì mình giặt vòi nước lên. Cái vòi ở đâu nghe em nha Minh. Cái vòi nước màu vàng vàng mà nó éo queo á. Mà vặn ra này nó cứ nhỏ. Bà vặn lên đi, bà vặn lên đi. Vặn vặn này, vặn lên. Đấy, nó cứ nhỏ giọt giọt giọt. Nhỏ giọt. Khi nó ra tia hai vòng nữa. Trời ơi, yếu yếu thôi mà xài được. Xài được. Nói chung là tôi cũng thương, thích ông Ngạn lắm. Nói chung là hai chị em mình là cùng gu. Nhỏ nhỏ xinh xinh mà. Chứ ngày tôi qua tới, chứ ngày tôi qua tới thì đàn phẩm. Tới đàn phẩm. Lo chuyện trai với gái yêu với đương. Ủa gì kỳ vậy trời. Nãy tôi tạm biệt hai người rồi mà sao hai người còn xuất hiện ở đây. Nói chơi tạm biệt cái gì. Tôi về nhà tôi dọn dẹp. Bà đuổi tôi về chứ đi đâu. Tôi ra nhà bếp tôi dọn dẹp. Nhà bếp tôi thấy chai dầu phụ lại nhỏ xíu vậy nè. Bà cho tôi
Rồi cái tôi vô ngủ tôi thấy cái chai dầu xanh nhỏ xíu vậy nè, bà cũng cho tôi. Rồi sao nữa? Tôi ra phòng khách cho tôi thấy cái dầu nóng chút xíu vậy mà cái chai nào cũng lùng đùng lủng đủng á, tôi thấy giống bà quá. Chứ tôi nhớ bà, tôi chạy qua. Mẹ này có duyên chết liền luôn rồi. Nhưng mà tôi nói bà nghe. Thôi đừng có buồn. Không tôi buồn. Nguyên một cái xóm của mình. Ủa mà hôm qua đây làm chi vậy? Không. Tức giờ về tới nhà xong đã suy nghĩ ra làm mẹ sao này để hét xì tô đình rồi. Đây, đi máy bay có cần gì? Dơ lên. Go number one. Go number one là cái gì? Go number one là mình đi nhẹ nhẹ đó. Mình cần nấy để mình đi go number two. Hay quá. Số một luôn. Mấy người nè, nguyên một cái xóm của mình ai cũng dễ thương hết trơn á. Tôi nói nghe, biết vậy thôi. Chứ tôi là tôi chuẩn bị chu đáo lắm. Hàng xóm thương yêu tôi trơn, tôi biết bà nè. Hay ăn tầm bậy tầm bạ, cho chai dầu sức vô đỡ đau bụng. Thường thế. Bà dẹp quán chè rồi tôi đâu ăn chè thiêu bà nữa đâu mà đau bụng. Chè thiêu nè. Mẹ vô duyên à. Chè nước dừa thôi mà còn không chè đau bụng. Chè ế buổi chiều phát ngượng bịch mịch đó. Trời ơi chứ tiêu đâu. Còn cái này á là cái hột quẹt. À, tôi tặng cho ông tại ông thích cờ Mỹ, có cờ Mỹ nè. Ôi giời ơi. Đó, cái hột quẹt nè thấy không? Trời đất ơi. Đó. Đó, thấy không ngon lành không? Để dành ông hút thuốc ông nhớ tới tôi. Ê nói nghe nè. Cái hột quẹt này để hút thuốc hay để đốt nhà? Cha nội này hút thuốc mà. Tôi bỏ hút thuốc rồi. Sao vậy? Ta nói là hút thuốc không phải là ngầu. Hút thuốc là để đi cầu đỡ thôi. Còn cái này quan trọng nè. Sao? Bà lỡ giá. Không có chồng. Đúng rồi. Chồng mà chết rồi. Chồng chết mất tiêu rồi. Bà chết mất tiêu hả? Ừ. Này bà nói nghe. Có vợ không? Ở không rồi tối nhớ đi vòng vòng đồ gì. Có cái trai nào người ta vớt bà hơn. Chứ để ở vậy tiếc lắm. Còn ngon cơm. Ngon không? Ngon. Mà đi mình sợ lạnh. Cái tật của bà hay trúng gió. Tôi hay cạo cho bà. Nay tôi đi Mỹ rồi ai cạo. Tôi có mua cho bà cái khăn. Rồi bà choàng vô trong người cho nó ấm áp. Nghe không? Trời ơi. Ấm quá. Mà cái ấm này ấm tình làng nghĩa xóm nữa cơ. Nhưng mà thế này này, tôi không thích lấy khăn đâu. Sao lấy vậy? Khăn nó giống như là có một cuộc chia tay ấy. Tôi vẫn còn muốn là gặp lại bà. Thôi thế này nhá, mình cứ làm bộ như mình mua cái khăn 1.000 đồng. Đúng rồi, 1.000 đồng, 2 đồng tiền lẻ rồi gì giống như mua cái khăn vậy đó. Đúng rồi, cho có tình. Trời ơi, sao 1.000 đô lặng nhiều vậy? Sàng đấy, cần cái gì thì xài. Chứ không phải động chút nữa là cứ phải xin con. Cứ lấy xài đi, đừng có xin con. Lấy tiền trả nợ cho tôi đi má. Thôi mà để dành đi. Để tôi nữa tôi đi Việt Kiều. Tôi dở về tôi trả tiền cho bà cho nó có kết nối. Đấy. Đấy đừng có xin con nhá. Thôi tôi cứ giữ đây. Coi như là món quà đây này. Đây này cái chuyện này nó cần thiết lắm. Con tôi nó có tiền dữ lắm. Không không thấy nhưng mà tiền là chuyện thế này này. Bà nói bà đi Las Vegas đúng không? Đúng rồi, gặp ông Ngạn. Ông Ngạn đúng không? Thì bây giờ lên đấy nó có nhiều cái quán hay lắm. Tôi nghe kể mà. Đây là cứ vào đấy nhá, đèn tắt tôi thui. Toàn là con trai không? 18-20 không? Mà là nó cởi trần cơ. Da nó láng thế này này. Ê rồi nó nhảy nhạc. Chứ coi như là con mình lấy tiền. Ồ bà đi chưa mà sao bà biết? Hả? Bà đi chưa mà biết? Cho mấy cái người đó. Bò nhét vào cái cói khe nào cứ nhét vào cái khe đấy. Tôi đi Las Vegas tôi không coi mấy cái thằng đó. Sao thế? Tại tôi không mê thằng đó, tôi có mê ông Ngạn à. À thế à? Mà ông Ngạn bây giờ ông già ông héo queo đâu có khe đâu mà nhét. Khó lắm. Bây giờ cái ổng là bây giờ thả lên nó trượt xuống vậy nè. Không nó có. Như cầu trượt vậy đó. Sao đấy? Thì bây giờ tôi qua tôi coi tình hình nó làm sao. Càng già mới có chỗ khe nhét đúng không? Già là nó sụp xuống nhiều khe. Là nhiều khe lắm. Mà chả lẽ đi tiền mà nhét cho khe trai mà lấy xin con đúng không? Ừ. Cho nên là để lấy tiền thì cứ thế này nhét. Coi nó cũng kỳ đúng không? Kỳ đúng thôi, rồi. Tôi cứ giữ đây. Thành coi quá. Như là mấy bạn già tôi tặng để dành kỷ niệm. Rồi đúng rồi. Rồi khi nào về tôi ấy. Rồi bây giờ chuẩn bị hết trơn rồi. Đi. Phiên đồ đi. Ra phiên đồ không để chảy giờ. Đây. Chú này là cái này này. Xong rồi tôi bạn cái này. Tôi chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Ê, trời nó nghe nè, ông xả tôi cái thùng. Còn tôi cái vali rồi, nhưng rồi. Mà ổng hay khoái mượn đồ chiếu đồ hộp kim sao lụ với ba cái đồ gắm này nè, không biết hải quan nó có cho qua không. Cho qua hết. Tôi gọi rồi nó nói ok no problem. Ồ vậy hả? Cho hết. Vậy bây giờ tôi chạy tôi kêu ổng nghe. Đấy, đi. Thôi thiệt tình. Đấy, luôn rồi. Sắp tới giờ đi rồi, sắp xếp đi rồi. Đấy, sắp xếp giùm tôi khi cái thùng này đây đây tôi bà đẩy cái này ra ngoài đó này, đây đây cái này ra đây lên đi đấy đây đây đây. Đi là phải đi chung chứ. Đúng không? Đâu có bỏ ông lại nữa. Đó là phải có đầy đủ. Đi là phải đi đầy đủ. Đúng không? Dù gì ổng cũng cả hành trình bao nhiêu năm,
với tụi mình. Không đi được, tôi bỏ ông vô cái túi, tôi quặng ông đi, đi đầy đủ nha. Thôi đừng có buồn mà. Hổng Trần Khúc này á, hổng đang nhậu với lại cha luật sư Trần Trần Trị. Người đang say đó. Cha nội này là cha giờ cha thanh thản nhất. Thôi bà nói đừng có buồn, thôi đừng khóc, mình đi kệ mấy bà. Tôi yên tâm rồi. Yên đó, tâm vô đi. Nghe tiếng đờn không không? Đang đờn cho Phi Nhung ca. Thôi bây giờ bỏ vô. Rồi. Yên tâm nha, đừng có buồn. Tôi đi rồi tôi sẽ đi, đi ra ra ra. Quải ông đi. Rồi chừng nào cái người chủ mới mới tới. Yên tâm. Ông chủ mới á, ổng sẽ nói ổng tới đây. Cái như hành trình cuộc đời của ổng sẽ bắt đầu từ cái nhà này. Cho nên giờ mình dọn nhà đi lẹ lẹ. Để tới giờ người chủ mới người ta vô. Rồi rồi rồi, đi đi. Rồi, đi. Đi đường này, đường này, đường này. Rồi, tôi đi nha. 21 tiếng sau tôi là Việt Kiều đó. Đi nha. Quý vị chắc còn nhớ Việt Hương Hoài Tâm. Lần đầu tiên tôi viết vở kịch Tiêm Chè Hào Ngọt cho hai người diễn cái vở kịch đó. Cho nên bây giờ với Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Việt Hương Hoài Tâm, Chí Tài, Kiều Linh, đó là tất cả những khuôn mặt mà quen thuộc của nhóm kịch Thúy Nga. Dĩ nhiên là Hoài Linh là cũng là những vở kịch rất là xuất sắc của chúng tôi. Thì hôm nay nhóm kịch đó còn lại mấy người ở đây đã trả lại cho tôi những cái vai mà tôi đã tạo dựng nên họ. Xin cảm ơn nhóm kịch đã làm sống tất cả những cái kịch bản của tôi. Bây giờ mời tất cả... Thay mặt nhóm kịch của Thúy Nga, suốt riêng Việt Hương thì chắc là ít năm nhất, chị Đào với chị Trang Thanh Lan là nhiều năm nhất, và đây là Việt Hương với Hoài Tâm đã 14 năm và làm biết bao nhiêu cái kịch bản của chú và gây nên cái được tiếng vang rất là nhiều từ những kịch bản của chú. Tụi con xin đại diện cho tất cả các anh em còn hay đã mất, cảm ơn chú rất là nhiều đã ở cạnh tụi con như một người cha già dấu yêu. Thưa quý vị khán giả, anh Ngạn biết không thì em có một cái may mắn là em là người đầu tiên đóng kịch của anh Ngạn viết, và em là có một thời gian rất dài là đọc truyện chung với anh. Thì nghe chữ chia tay thì ai cũng buồn hết á. Nhưng mà khi vừa rồi mấy hôm nay này, em thấy là Las Vegas mình tràn ngập những người Việt Nam, và rất là nhiều khán giả nói với em là ôi trời ơi, ông Ngạn ông sắp chia tay, tôi về tôi mở kịch của ông tôi coi, rồi tôi coi Paris by Night, tôi coi hết của ông như thế. Thì em nghĩ nè, tất cả những cái sản phẩm văn, những cái tác phẩm văn hóa của anh để lại, thì em nghĩ cho dù là anh có chia tay chăng nữa thì những cái tác phẩm văn hóa đó em nghĩ là đến 100 năm, 200 năm, 300 năm vẫn có người thưởng thức, vẫn có người học hỏi cho những cái thế hệ sau. Và cái điều đó là cái điều mà một đời người, quá nhiều cho một đời người để lại. Thì tụi em xin rất là cảm ơn anh và chúc anh có nhiều sức khỏe. Đây là bây giờ thời gian để anh enjoy nè, đi casino anh, đi vacation anh, tất cả mọi thứ. Cô nói vậy là dư rồi. Dạ. Tại vì nếu mà cứ để cô đứng mãi thì cô nói đến sáng mà không được. Tại nhiều quá đúng không? Vâng, nó nhiều vở kịch quá. Dạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ quý vị dành cho nhóm kịch Thúy Nga bao nhiêu năm qua. Thưa quý vị, quý vị để ý thấy không? Cô Kỳ Duyên khi mà cô ấy giới thiệu cái màn này thì mặt mũi cô ấy rất là hả hê. Là bởi vì cô ấy cứ ấm ức mãi là tôi hay nói xấu đàn bà, mà cô ấy chỉ mượn có cái vở kịch này để mà cô ấy có thể trả được mối hận một phần nào. Thưa quý vị, chúng tôi không có nói nhiều. Chúng tôi xin mời quý vị bước thẳng vào thế giới đàn bà, mà trong đó có ba bà sẽ thi nhau mà tố khổ đàn ông chúng tôi. Đó là Trang Thanh Lan, Ái Vân và Hồng Đào. Anh trai! Này, em đang thiếu tay. Thế anh trai có rảnh rỗi thì vào ngồi bàn cho em đủ tay tí. Cô ạ. Cờ bạc ấy thì anh mê lắm. Thế nhưng mà đến giờ rồi cô. Đến giờ anh phải về cô. Về làm cái gì? Anh nấu cơm cô.
Cái chuyện nấu cơm, chuyện đàn bà mà lại. Không cô, vợ anh đi shopping về mà không có cơm nước sẵn thì đời anh nó khổ lắm. Thôi thôi thì... Vậy chúc, à? Chúc cô may mắn, chúc cô may mắn nhé. Vâng thôi. Để gặp lại cô sau. Vâng, chúc anh hạnh phúc mà, trong nấu nướng nha. Nhưng mà chuyện này cô giữ kín hộ. Vâng, em không bao giờ mà nói cho ai, em kín mồm lắm, ai hỏi em mới nói thôi. Em thôi nhé. Ai đấy hả? Hàng xóm gớm, mặt mũi xinh xắn thế mà sợ vợ lắm. Vợ đã ới một tiếng là về xa vào lòng vợ ngay. Lão ơi khôn đấy. Sao? Kính vợ đắc thọ mà lại. À thế à? Ừ. Mà này mấy giờ, sao giờ các mợ chưa tới chứ đủ tay ghiền quá rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời, dân Việt Nam mình là chuyên môn chơi kiểu cờ giờ dây thun á. Muốn thun thì thun, muốn giãn thì giãn. Chán bó mẹ. Sao có cái bộ nào bài mới nào không? À đúng rồi, quên mất, rít quá. Đây 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 đây, có ngay. Đây lúc nào đi đâu mà chả mang theo vài bộ bài. Thấy đấy, chưa? Cứng cửa chưa? Đấy. Này. Tứ sắc á, chơi vài chén nhão mẹ rồi. Phải có bài mới đánh nó mới sướng tay. Đúng rồi. Thôi dẹp cái này đi. Dẹp cái đấy đi. Ôi trời ơi. Đủ chơi, đủ tay chưa mấy chị? Hôm nay làm cái gì mà tích nít co lo thế hả? Kêu em tới đây chi vậy? Đánh tứ sắc này. Trời ơi, đủ bốn màu tứ sắc thì mình em muốn gì nữa. Cô thông minh thật đấy. Cô mặc cái đồ này á, giao thông nó phải cảm ơn cô đấy. Sao vậy chị? Hay màu sắc thế này đi giữa trưa nắng, bố xe nào nó dám đụng. Vậy hả? Ừ. À này này, nhưng mà con gái chưa chồng gì mà đi cái dề dề già già như đàn bà chửa là thế nào hứ? Thôi mẹ quá, tướng thế mà bảo chưa chồng, ít nhất là hai ba lửa rồi. Ừ. Này, nhão quá rồi đấy nhá. Đấy, da thịt cứ mềm như bánh da lợn mà suốt ngày cứ gào trái tim còn chinh, trái tim còn chinh. Mấy chị này kỳ ghê vậy nha. Người ta con gái mà nói vậy mất chuyện của người ta hết sao? Okay. Tại mấy chị hên á hả? Không hên gặp mấy anh cha xúc tay gãy gọng bắt bù lạch ăn á. Giờ này là ế chổng mông kêu trời đó à. Thì tôi đã bảo rồi mà, đàn ông thằng cha nào chả mắt bộ lệnh nó ăn. Đàn ông mà sáng mắt chả thằng nào nó dám lấy vợ. Này, tôi nói cho bà nghe, bà nói thế nào chứ. Cái lão chồng nhà tôi á, trước khi lấy tôi á thì mắt tinh như mắt cú vọ á. Thế à? Thế mà lấy nhau có nửa tháng rồi tự nhiên về cái tự nhiên dở trứng thành quáng gà mẹ rồi. Thế có điên không? Thế là còn may nhá. Chồng em rước em về mỗi con tuần mù mẹ rồi. Thế còn nước non gì nữa? Thôi mấy chị ơi, phần số của mấy ổng á trời định vậy rồi. Em nói thiệt á, giày dép còn có số nói chị con người. Đúng rồi. Nói số kiếp tôi mới biết nha, nghiệm ra cái số phận phụ nữ chị em mình á là bổn phận là cứ nằm nhà ăn hưởng. Đúng. Đúng rồi. Bổn phận của đàn ông là phải đi cày kiếm tiền. Ừ. Còn bổn phận đàn bà chúng mình á, ừ, là chỉ việc nằm phơi ra ở nhà xài tiền xỏ lóng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng mà này tôi nhắc nhá, cô nằm bình thường thôi, xài tiền được rồi, nằm phơi nó đen da uổng. Em mới thẹt á hả? Này này, thôi bài bạc không có đủ tay chán, qua đây nói chuyện đời mau lên. Nói thiệt với mấy chị hả? Mấy chị ỷ có chồng lo rồi ăn hưởng làm em phát thèm mà. Cô quay vòng tôi coi thế nào. Quay vòng xem nào. Ôi trời ơi, mông tròn má trịa thế mà chả thằng nào sờ vào. Sexy nhỉ. Mấy chục năm rồi. Nhưng mà này, cái gì? Thanh niên bây giờ nó khôn chán ra. Sao? Trước tiên là nó phải hưởng cái đã, rồi nó mới tính cái chuyện nào. Đúng rồi, đúng rồi. Nó chỉ nhăm nhăm như là nó khui cái cạp để nó tới quan thôi. Đúng. Mấy chị này nói kỳ ghê nha. Em cũng đẹp lắm chứ bộ. Nó phải tại ế chồng đâu. Tại em tuổi dần cao số đó. Thế à? Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Ê, cái gì kêu? Cái gì kêu 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 đấy? Cái gì kêu? Trời ơi, biết bao kêu. Thế à? Hay chưa? Đâu phải ế đâu. Nó tự thằng ghép em nó. Trời nó kêu em nó đợi em chút ha. Dài kiếm rồi đấy. Đấy, đấy. Thấy không, em nói em đâu có ế đâu à. Thiệt chị à, mặt đẹp muốn chết mà ế sao được. Lỗi chị à. Đợi anh chút ha. Hello. Ui giời. Honey đó hả? Trông cái mỏ này, đi nha. Trời ơi, mới về cái kêu người ta liền hả? Hả? Cái gì? Ok, bye. Này, gì đấy, gì mà mặt ủ mày trâu thế, cái gì đấy? Thằng kép em. Nó làm sao? Nó Việt Nam nó mới về. Ừ, rồi làm sao? Nó nói tổ chức đám cưới. Này, tới luôn đi tổ chức đám cưới tôi, bà này làm phù dâu cho ông. Chồng con rồi phù dâu thế nào được? Ủa thế à? Ừ. Nó có cưới em đâu phù dâu. Sao? Nó cưới con khác cái bộ. Thế là thở khanh rồi. Chết rồi, thế sao không hỏi cho ra nhẽ? Ừ, có chứ. Cái gì? Mỗi lần em hỏi tới nó đó,
Cái nó ngâm thơ. Thơ sao? Thế hả? Nó ngâm sao biết không? Sao? Tình chỉ đẹp khi còn dáng dở. Chứ cưới em về anh tắt thở em ơi. Thôi đừng khóc nữa, đánh bài mà khóc là xui lắm đấy. Bởi thế cho nên tôi nói là đàn ông trăm người như một nhá. Cái lúc ngày xưa khi mà nó tán tỉnh mình, nó chưa cưới được mình, suốt ngày đi nó gào thét bên tai mình, cuộc đời anh không thể nào sống mà thiếu em được. Đúng rồi. Đến khi nó cưới mình về nhà rồi, mình đẻ tòm tòm cho nó 5-3 đứa con, nó trở mặt ngay, nó bảo là cuộc đời của anh không thể nào sống mà có em được. Thế thì chồng bà như thế là vứt đi rồi. Thằng ông nó khốn nạn vậy đó chị ơi. Còn chồng tôi á, lúc nào nó cũng đeo tôi cứng lắm. Cái gì? Ông nhà cứng lắm à? Cái gì cứng? Không, tôi bảo là ông nhà cứng rắn lắm à. Nói cho rõ ràng. Không, tôi nói là ông chồng tôi đeo tôi cứng ngắc, không rời tôi nửa bước. Thế thì sướng quá rồi. Sướng cái mẹ gì? Chứ sao? Giả bộ thế thôi. Chứ còn sảnh ra mình vừa mới ra đầu đường đổ xăng một cái, quay lại là mất sườn nó cả người lẫn xe rồi. Nó đi đâu? Nó đi đâu? Đi đâu điều tra liền. Thì mình hỏi thì nó nói là trong lúc em đi vắng, anh ở nhà anh cô đơn quá, cho nên anh phải giải khuây bằng cách anh đi bi ôm. Thôi chết rồi trời. Thôi, lại... thôi chết rồi. Thằng chồng chị nó đi ôm gái đó, nó phản bội chị rồi. Đấy, nó dở mặt chưa? Cho nên là sau khi lấy chồng rồi tôi mới nghiệm cái câu này đúng chứ. Cái câu hôn nhân là mồ chôn ái tình. Đúng. Sao con sao? Còn kép của cô thì em như thế nào? Hả? Trời ơi, thằng kép em á, chị là vợ chồng rồi á, chả có đối đãi gì tàn nhẫn, không có nói. Cái này thằng kép em hả, nó mới có quen em hả. Mà lâu lâu nó mới dẫn em đi ăn bí già một lần. Mà lần nào nó cũng biểu em lấy cúp vòng theo hết trơn á. Mà mua size xì mo nha em. Thế là cô gặp phải hạng chùm so rồi đấy. Candyman, cái thằng cha kẹo. Kẹo kéo, kẹo mạch nha. Thôi, nói đi thì phải nói lại. Nhiều khi nó kẹo nó dành dụng cho mình. Nhiều khi á, tôi cũng thương chồng tôi lắm nhá. Thế thì tốt. Ngày xưa khi mà nó chưa cưới tôi, nó tán tỉnh tôi. Ôi giời, nó đẹp trai lắm, tóc tai nó bồng bềnh, đẹp trai như Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ê, đừng nói. Anh không, thần tượng của tôi đấy. À thế à? Ừ. Không, nhưng mà chồng tôi trẻ hơn Nguyễn Ngọc Ngạn nhiều. À thế à? Ừ, cái đấy. Cái thế sau khi mà nó lấy tôi được vài ba năm về, thì bây giờ các bà biết sao không? Nó thuộc cái loại người nghĩa là rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì trống. Thế là thế nào? Ờ hay, chán nó lên thế đây, rửa mặt chả lâu à, còn tóc có tí sau gội đầu chả chóng à. Ôi giời ơi, thế thì nói hói thì nói hói, hói thẳng ra việc gì mà phải xí diện hao. Em thấy tội nghiệp ảnh đó nha. Ảnh cài ảnh hói, đầu ảnh nuôi chị mà chị không muốn nữa hả? Thì lắm khi thì mình cũng thương. Thế còn bà sao, chồng đối xử sao? Chồng tôi thì hết ý nhá. Ga lăng cực kỳ. À thế à? Ừ. À, cái hôm sinh nhật tôi á, thì ông vác về cho tôi một cái hộp đẹp ghê lắm. Ừ. Thế mình cảm động quá. Ừ. Mình mới mở từ từ thôi, đâu có vội đâu. Đấy. Này, tập trung nghe người ta nói chuyện. Người ta kể chuyện chồng ta đây này. Ừ. Soi cái gì? Mình mở cái hộp ra một cái thì mở cái hộp ra ngã ngửa người ra luôn. Để tặng cái gì? Cái gì? Sư bố đó. Hả? Tặng mình hộp thuốc ngừa thai mới đau chứ. Vậy là đẻ dữ lắm ha. Đây. Tướng này nhạy lắm phải không? Bước sang đầu giường cái chửa bố rồi gì? Nói nào chứ cay đẻ lâu rồi tịt rồi. Thế à? Ừ. Cô em sao? Em nói thiệt với mấy chị hả? Sinh nhật mấy chị mới trả tặng ngừa thai em còn đỡ à. Ừ. Còn em hả? Sinh nhật em chả đâu có cho em gì đâu à. Chị biết không? Mà sinh nhật có thằng chả đó hả? Em phải đi mua cho anh chả một hộp underwear. Ôi giời ơi, lãng mạn quá. Lãng mạn quá. Trời ơi, không chẳng những underwear hả, mà ở trên này hả, còn để một trái tim bự như nè. Màu đỏ hả, để chữ I love you. Thế là cô mê trai rồi. Ừ. Em công nhận em mê trai chứ em đâu có chối đâu à. À nhưng mà thế nào, cuối cùng thì nó có mặc thử hay không? Ừ. Phải nó mặc thử nói gì? Trời ơi, nó biểu em đưa receipt. Để làm gì vậy? Để nó trả, để nó lấy tiền chứ chi mấy chị khờ ghê vậy nha. Thế là cô lại gặp phải cái hàng vắt cổ chày ra nước rồi đấy. Đúng rồi. Bởi thế càng nói tôi càng tức nhá. Chồng tôi có lúc mà khi mà tán tỉnh tôi, suốt ngày bắt tôi hát cho nghe. À, thế hả? Bà khen tôi là giọng ca truyền nhiễm cơ. À, cái gì? À không, truyền cảm. Nói cho rõ, không tệ lại tưởng là bệnh AIDS. Không, truyền cảm. Hát khẩu có gì à? Bà đây, các bà nghe tôi hát chưa? Chưa. Toàn đánh bài đâu có bao giờ nghe hát bao giờ đâu. Nữ hoàng karaoke là tôi. Vậy ha? Hát vô cùng đây nha. À, tôi có cái bài này, bài tủ của tôi nha. Cái bài gọi là tôi nhớ rồi, bắt đầu nha. Nốt. Cao quá, xuống tí. Nốt. Nốt gì? Nốt gì? Nuốt, I got it. Nuốt lệ nhìn theo một chiếc xe phong. Anh ơi, tôi
ơi, thôi đủ rồi, thôi ở chỗ đó là đúng lắm rồi. Cái gì? Đủ rồi. Kinh quá. Ồ, quá trời là hay. Khủng khiếp. Hay thật à? Ừ. Hay đến nỗi anh bỏ anh đi luôn. Ừ. Hay thiệt. Em báo chị biết quá. Hả? Hát là đồ bỏ. Thế hả? Em nói thiệt chị hả? Ngâm thơ, trời, bắt phần, ái dân đi chơi. Vậy hả? Lâm ngay cho anh tôi mới sợ. Vô ngâm vừa diễn hả? Ừ. Ái dân thấy là hết hồn liền. Rồi. Làm luôn, làm ngâm luôn nha. Thoa trời đất nổi cơn gió bụi khách má hồng. Xì tốp. Sao chị hay quá phải không? Cô ngâm như thế thì thành ngâm giấm rồi còn gì nữa. Chua quá. Đi đâu chị? Tôi vô tôi mở tí hít. Cô ngâm tôi sốt dép đây này. Vậy em biết rồi. Em biết lý do kép em nó bỏ em rồi. Sao thế? Nó sợ bệnh sốt rét cái gì? Chắc vậy. Cô biết không, giọng ca của cô là giọng ngâm của cô là giọng ngâm phải mở hít, là giọng ngâm tốn điện. Có thế thôi, vì thế nó bỏ đấy. Rồi còn chị thì sao? Còn bà sao? Có năng khiếu văn nghệ gì không? Mình á hả? Ừ. Mình thì là mình phải chơi cao cấp hơn. Ừ. Mình hát duo. Hát xích đu à? Hả? Xích đu che dù hả? Khổ quá, duo thì các tiếng ta là hát song ca. À. Được chưa? À, hai người ấy vậy. Mà hồi đó đến giờ là cái bài mà bài chồng mình thích nhất là cái bài Tù của mình á, là có tựa đề là Đừng xa em đêm nay. Ôi, lạnh lùng mê ly quá. Trời ơi, mà biết không, cái gì, thằng chồng mình á nó có máu thưởng thức văn nghệ thế lắm, hay quá. Biết thưởng thức văn nghệ lắm. Mỗi lần mình hát là cha ngồi dưới rung đùi. Ừ. Nói là em có một giọng ca ăn khách hết sảy. Thế thì hát hay lắm à? Chứ sao nữa. Ôi giời. Mình đang sương sướng mũi nở tưng bừng lên. Ừ. Thằng cha buộc thẳng vào mặt mình á. Sao? Tức là giọng ca của em á là ăn hết mẹ nó cả khách rồi, không còn thằng nào hết. Chết rồi. Thế nó chửi bà đấy. Chứ sao nữa. Chơi chữ. Nó thâm quá, chồng thâm quá. Nó chửi thẳng vào mặt mình. Vì thế cho nên từ đấy giờ là mình cứ lấy độc mình trị độc. Ừ. Sao chị? Mỗi lần mình nói cái gì mà thằng cha mở miệng ra định cãi là mình hát toáng lên, hát hồn nhiên thoải mái vô tư ồn ào và náo nhiệt. Đúng. Đúng. Cứ gào mặt chúng nó cầm mồm ngay. Đúng. Cứ mở cửa ra là ngâm thơ nha em là chắc ăn liền. Đấy. Bởi thế tôi nói với các cô thế này, đàn ông đấy mà nó gạt vợ gạt con giờ nào nó gạt ngay. Nó vua ăn gian mà lại. Đây nha, chồng tôi suốt ngày mặc đồ thể thao xách xe đi mất. Anh thể thao anh đi chơi có gì đâu rồi chị cằn nhằn. Có cái gì đâu mà phải nói. Chồng nó có khỏe mạnh thì chuyện ấy nó hạnh phúc chứ lì. Ôi giời ơi, thể thao hạnh phúc được cái chuyện đó thì phước 70 đời nhà tôi đấy. Còn đằng này à, nó mặc đồ thể thao nó đi nhậu. Ơi đây này này, các bà thì biết tướng chồng tôi rồi chứ gì. Ừ, biết. Suốt ngày mẹ cứ tung tăng với quần đùi, hai cái bắp chân thì như hai trái dưa leo, tướng xì ke mà cứ giả dạng xì po tôi chán lắm. Trời ơi, đúng thật. Nó thiệt cái chạy hả? Coi thằng kép em nó vô duyên lắm chị ơi. Sao? Sao? Cái mỗi lần mà em đi vô nhà đó, cái nó thấy em mở cửa ra, cái nó nhảy lên sofa, nó nằm cái bắt em hút hả? Hút cái gì đấy? Hút gì? Hút bụi. Ôi. Nó bắt em hút tới, hút lui, hút xuôi, hút ngược vậy đó. Còn nó nằm nó phè sofa, nó hút thuốc, mà nó nhổ râu nữa. Nhưng nó âm mưu gì chị ơi? Đúng rồi. Nó âm mưu nó bỏ cô đấy chứ còn gì vậy nữa. Vậy sao? Yeah, you got it. See? Ai thớ vô, ai tuổi dần, ai cao số mà. Rồi làm sao? Mà có bắt nó bỏ rồi, thuốc rồi, không? Nó có thuốc bỏ lá không? Nguy hiểm lắm. Có chứ, em có bắt nó bỏ chứ. Mà chị biết sao không? Sao? Nên đây à, hồi đó đó chị biết không, một gói thuốc đó nó hút với hai ba người. Ừ. Còn bây giờ á, một gói hả, nó bỏ hai ba người kia ra, nó hút mình nó à. Thế là thành ống khói rồi còn gì nữa. Cô nhẹ dạ quá. Tôi thì cứng rắn vô cùng. Chồng tôi hút thuốc, tôi bảo bỏ. Chồng tôi bảo bỏ từ từ. Tôi nói không, bỏ luôn, bỏ hẳn. Ừ. Rồi sao, nó có bỏ không? Bỏ chứ, nhưng mà nó bỏ nhà nó đi luôn. Thế thì cũng bằng không. Thế. Bởi vậy, bực mình lắm cô. Em nói thiệt cái chị hả? Đàn ông mà vậy hả, cho cút xéo đi. Ở nhà thấy ghét lắm kìa. Đúng rồi, cút đi. Cứ sống chung mình bài bạc tí tỉnh, nó mặt lưng mày vực tôi khó chịu lắm. Thế là chồng bà lại vứt đi rồi. Sao? Còn thằng chồng tôi á, ừ, nhún như con chi chi. À, à thế à? Tôi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không bao giờ dám biết ghen là cái gì nhá. Hiền thế à? Chứ sao nữa. Có thương yêu gì đâu mà ghen. Này, cô chưa chồng đừng có nói chuyện tâm lý đàn ông nhá. Ừ. À, có biết không, thương yêu hay không chỉ những cái lúc nào mà mình ốm đau bệnh hoạn thì mình biết được. Đúng rồi. Cái lần đó tôi bị phải gió mất 2-3 ngày. Bà phải gió à? Hả? Đúng gió. À, phải cảm. À, phải cảm, quên. Nói cho rõ ràng. Phải cảm mất 2-3 ngày.
cay, tự nhiên thằng trai mặt xanh lên vàng lên, chạy đôn chạy đáo chạy xuôi chạy ngược, biết không? Cái đi kiếm bác sĩ phải không? Đúng rồi, tốt quá thầy, tốt quá. Không phải, nó đi mua lai su răng. Bà ơi bà, trúng gió thì tìm bác sĩ, tìm nha sĩ sâu răng làm gì? Chị bị sâu răng hả? Khổ quá, không biết gì cả. Lai sâu răng tức là bảo hiểm nhân thọ ấy mà. À, thấy chưa, nó thương mình chưa? Em biết rồi. Cái thằng cha chồng chị hả là nham hiểm lắm. Thằng chả mà yêu sâu răng á hả, để khi nào mà chị chết đó, thằng chả lấy cái tiền đó hả, chả đi cưới con khác đó. Thằng cha này ghê lắm chị ơi. Chồng bà thâm quá, thâm cung bí sử. Thế mà mày ngu mày không nghĩ ra nhỉ? Bởi thế tôi mới nói thế với các bà thế này, chúng ta phải tìm biện pháp để trừng trị mấy ông đấy. Đúng. Như tôi nhá, chồng tôi đi đâu về mà tôi thấy khả nghi nhá, sức cùng lực kiệt nhá, tôi thử ngay. Thử mà thử cách sao nào, chạy? Thử cách nào, thử cách nào hả? Tôi đẩy vô phòng, yeah. Tôi đóng cửa, yeah, lại, tôi xô lên giường, tôi nói sao, nói sao? Cái gì ngồi ra chỗ này? Ô hay, chuyện chăn gối vợ chồng ta bắt được phun phèo phèo à? Thì cứ nói nổi chừng làm cho tao hồi hộp. Làm thì tôi mắc cỡ này. Nhưng mà việc gì phải thử cách ấy? Chứ sao? Học cách tôi đây này. Cách sao? Sao chị? Thì lần đấy nhá, tự nhiên một hôm, đang lười biếng như thế, mà lại dở quẻ, đi hút bụi đi lo, lăng xăng trong nhà. Xong một hồi cái chụp lấy cái phone lén lén ra góc nhà, thủ thì một hồi. Tôi vẫn không nói gì. Tôi cứ để yên xem sao. Một lúc sau lão cúp phone, chạy vào nhà hớt hơi hớt hải thay đồ, xách bộ đồ tennis đi mất. Tôi cũng không nói gì, tôi cứ để yên xem sao. Đến hồi trở về, mặt mũi bơ phở, tóc tai dựng ngược lên. Cái tôi cũng không nói gì, tôi cứ để yên xem sao. Con mẹ này máu lạnh, máu rắn đấy. Thế xong rồi tôi chỉ thả nhẹ một câu thôi. Sao? Tôi thử. Mình à, mình chịu khó mình chạy exercise với em một vòng đi mình. Thế có chạy nổi không? Thế chạy nổi không? Chạy thì chó nào được. Rồi, thế làm sao? Bà quyết định làm sao? Điều ca. Thế là ba máu sáu cơn bà mới nổi lên. Bà mới đánh cho một trận tím mày. Chị, bình tĩnh. Chúng tôi không phải chồng bà. Đúng rồi, nhưng mà tại vì lúc đó cái máu hắt nó lên đến tầm cổ này này, biết chưa? Bình tĩnh, nghe tôi hỏi đây. Ừ. Thế bây giờ bà có điều tra ra là nó đi hiến dâng sức khỏe cho con nào không? Tôi xin lỗi nha, tôi hét bà ngay đấy. Tôi xin lỗi. May I hit you? Đúng rồi. Khổ quá. Nhưng mà nó không đi với con nào hết. Nó không đi với con nào, vậy nó đi với thằng nào? Nó bóng gió à? Bên đây hả? Khổ quá, nó đi đánh tennis thật mới tức chứ. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Điên cả người. Thế thì bà đánh oan chồng rồi, ác quá. Con mẹ này ác phụ quá hà. Không thì mình cũng biết là mình lỡ tay dã man vô nhân đạo. Ừ. Nhưng mà dù sao chăng nữa cái chủ trương của tôi á, sao? Là thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Yeah, you got it. See, I told you. Bởi thế cho nên tôi nói tóm lại đấy, muốn trừng trị đàn ông chúng ta phải hết sức tàn nhẫn. Đúng. Đúng. Có hôm tôi bực mình thằng chồng tôi quá, tôi mới nghĩ thế này: bỏ đi thì dại mà ở lại thì còn ngu hơn. Thế bà làm thế nào? Cuối cùng tôi quyết định ra đi. Sao vậy? Nhà chị ở mắc gì chị đây? Thì tôi đi rồi tôi nghĩ tôi càng tức hơn. Tôi mới nghĩ cách trả thù nó một cách khủng khiếp, kinh dị, kinh khủng khiếp bằng một cách khác. Cách gì? Cách nào? Tôi trở về nhà tôi ngồi phẹt trên giường. Thế là mê dai rồi còn gì nữa? Ngồi không đâu, ngồi giường. Các bà dở quá. Tôi nói các bà nghe này, cái cách hay nhất để trừng trị đàn ông đó là chúng ta cứ bám chặt lấy chúng nó, trời gầm không nhả, mình ôm chúng nó suốt đời coi như tù chung thân rồi. Đúng rồi, you get it. See, I told you. Yeah. Mà làm gì như mắt bố vậy? Trời sợ quá, hôm bữa dọn cơm trễ có 5 phút mà anh chửi con nửa tiếng. Xong xuôi hết rồi đó, bưng lên đi. Dạ, con lệnh mẹ. Trời ạ. Mày làm gì ẻo qua ẻo lại vậy? Dọn cơm cho chồng ăn mà làm cái là dọn cho vua Càn Long ăn bà. Thì đó, mình phải dọn vậy cho nó có ra vẻ cung đình. Má biết không, con phải dọn vậy làm cho người ăn người ta cũng thoải mái. Thí dụ mì mà cọng nó dài nó dai, người ta không cần nhai nó nuốt luôn mà cũng không bị mắc cổ. Tao đầu mày quá mày ơi. Sao vậy? Hồi còn ở Việt Nam á, dạ? Mày ở Sa Cảng bán trà đá. Trời ơi. Mày nổi tiếng là dữ chằn nhất ở đó. Tuần nào tháng nào cũng có người mướn mày đi đánh vẹt. Trời ơi.
Vậy mà qua bên đây cái tự nhiên cái đổi tánh nết ngang xương. Chồng gì đè đầu bóp cổ mày cũng im lặng. Nhiều khi á tao nói thiệt mày tao thấy tao tức ói máu luôn. Thôi mà máu có nhiêu mày đặt ói chi để dành sạch. Bỏ này. Không có, con lo cho sức khỏe của má. Tại con thấy má ốm mà ra nguy hiểm lắm. Má ơi, nhưng mà má dạy con bộ má quên hả? Má nói gì nè con ơi, nếu mà lấy chồng phải làm dâu hiền vợ thảo thì chồng con bắt nạt con chút xíu có sao đâu má. Trời, chút xíu nói làm gì? Đằng này tối ngày nó cứ la mày nữa. Nó cứ nạt nộ mày hoài ha. Có mặt tao mà nó có nể gì đâu. Riết rồi nó coi mày giống như là con ở vậy đó. Mà nó coi mày như con ở cũng sao, ngặt nổi là nó coi tao như má con ở. Thì đúng rồi, nếu mà con là con ở thì má là má con, thì má má con ở chứ không lẽ má của tổng thống. Mày còn bên đó nữa hả? Dạ không có, thì con thật lòng lắm, con nghĩ sao con nói vậy à. Má ơi thôi mà, má đừng có buồn mà. Má má không nghe người ta thường nói sao? Nói vậy? Người ta nói vậy nè. Cây quýt trồng ở giang đông thì ngọt, mà mang qua giang nam thì nó lợi chua lè. Tao nghe mày hát cái tao thèm me quá trời ơi, chua thiệt á. Nói không được sao là bài, đặt hát hát làm gì? Con hát đi con vuốt giận má mà. Má ơi, cũng giống như má nói con á, lúc sống ở Việt Nam con dữ như con cọp phải không? Chứ còn gì nữa? Cái tự nhiên qua đây cái con đổi con hiền như ma sơ vậy đó. Má chứ không lẽ má muốn bên kia con đánh ghen mướn qua đây con làm trùm băng đảng làm sao? Trời ơi, con thay đổi được vậy má phải mừng chứ sao má cứ buồn quỳ vậy? Không buồn sao được. Ôi dạ. Phải chi chồng của mày á, nó trẻ, nó đẹp trai, nó có tài đấy, thì cho tao nói làm gì. Nói hoài. Đó mày coi đó. Trời ơi, nó già cốc khu đế rồi. Lấy tao này còn già chứ đừng nói chi lấy mày. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Không nhận má nói con mới nhớ nha. Lúc đó con vào lúc ổng mới Việt Kiều về nước đó. Trời ơi, cái người diện nhất là má nè nha. Trời ơi, sao má bắt đi bắt quất cái đầu bung dễ sợ luôn, bung mấy lợn luôn. Trời ơi, cái mau quất đỏ, đỏ chói đỏ mà giống như người ta quánh 8 năm mà nó chưa phai màu vậy đó. Trời ơi, cái mang đôi quất đi toàn then, sao ổng vô, ổng chào má, cái lật kèo cho cưới con. Cái tự nhiên hai má con thành tình địch với nhau. Bởi vậy tao mới tới. Thôi thôi mà tức chi, tình địch của má cũng là con gái của má, cứ coi như là tình má mài duyên con đi. Mày nhắc á tao mới nhớ. Của đời muôn sự xài chung mà. Bây giờ mày nghe tao nói đây nè. Nói đây. Mày có nhớ không? Dạ. Hồi lúc mà tao thấy làm lạ nha. Sao? Phải chi chồng già vợ trẻ cho lẽ nó sợ mày chứ sao mày sợ nó. Trời ảnh vậy mà già gì má. Sao không già? Hơn má có 6 tuổi chứ nhiêu mà già. Mày nói tao nhớ lại hồi lúc về Việt Nam nó hỏi cưới mày. Sao má? Lúc đó tao hỏi nó nhiêu tuổi. Dạ. Nó nói 65 tao mừng quá tao mới gả mày cho nó. Tới chừng về ở cái lòi ra nó mới có 60 à. 60 còn khỏe quá. Ý nói vậy là sao? Thì chừng nào mày lấy chồng khác được. Trời đất ơi. Trời ơi định nữa hả? Nhưng mà yên tâm đi, trời ơi con nói má nghe ổng nhiều thứ bệnh lắm. Ông này sống không có lâu đâu, con nghĩ không có qua nổi con trăng này, con nói thiệt. Nhưng mà Mai à, bây giờ á tao quen miệng rồi đó. Dạ. Chứ còn hồi lúc mà mới cưới về tao nói thiệt mày, mỗi lần nói chuyện với nó. Dạ. Nó kêu tao má. Dạ. Tao kêu lại bằng con. Trời ơi tao nói thiệt, gai ốc tao nó nổi cùng người. Không sao đâu, gai mà nó nổi lần đó rồi nó gãy mai mốt không còn gai đâu nữa nội. Mày nghĩ coi, tao thua nó 6 tuổi mà nó kêu tao bằng má. Dạ. Tao tổn thọ quá Mai ơi. Có gì đâu tổn thọ, con nói má nghe, cưới vợ trẻ thì người ta mới chịu khó người ta về Việt Nam. Chắc trời đất ơi, cưới vợ già rồi điên chi cho tốn tiền vé máy bay. Ôi. Con nói má hỏi hết mấy ông này đi về bển là toàn là quốc trẻ trẻ không à. Cho đem lớn tuổi qua đây tốn tiền thuốc thêm chứ làm gì. Nhưng mà theo lẽ vậy đó, cưới vợ trẻ thì phải cưng yêu, phải chiều chuộng vợ chứ. Đâu có quyền nạt nộ. Con nên biết cái xứ Mỹ này đó là cái xứ tôn trọng nhân quyền. Chồng chúa vợ tôi á là vi phạm nhân quyền. Phải không? Dạ. Nè, con biết không, má qua nhà mấy người bạn má chơi. Dạ. Má thấy nhà nào cũng vậy hết á. Ờ. Con biết. Nè, hễ mà vợ nấu cơm á thì chồng rửa chén. À. Mà vợ giặt đồ á thì chồng lau nhà. Hay mà ấy hễ vợ đi casino á thì chồng đi nhảy đầm. Vậy nếu mà chồng bán nhà thì vợ lo mu đi. Nói vậy làm sao? Thì vợ đi đánh bài mà chồng còn đi nhảy đầm thì tan quan thôi, bán bà nó đi cho tao nhà băng mu đi cũng vậy. Không phải, ý của tao nói là chia sẻ cái công việc nhà với nhau. Con hiểu rồi, tại má nói không có rõ đó, tự nhiên hai chồng ăn chơi hết không được đâu. Chỉ có cái nhà này là khác với người ta hả? Sao khác vậy?
Thấy vợ nấu cơm á thì chồng ngồi coi phim bộ, mà vợ lau nhà cái nó leo lên giường nó nằm ngủ, không có công bằng, phải dùng lên. Má kêu dùng lên mà con gặp mặt con chả con xẹp mẹ nó rồi dùng. Xẹp cái gì? Mặt không thấy ghê quá. Mai à, con phải nhớ gia đình của mình á là gia đình gia phong lễ giáo. Dạ. Có truyền thống lâu đời. Dạ. Không có thể để người ta coi thường được. Gia đình mình chuyên bán trà đá với truyền thống gì má? Cái cô nhỏ này, truyền thống của nhà mình á là từ thời ông cố nội để lại. Đâu xa quá. Có nghĩa là sao? Đàn bà phải nắm quyền trong gia đình. Nam hiền nữ dữ. Dạ. Nhớ đừng để mất mặt dòng họ nghe chưa? Con biết rồi mà ông cố nội chết lâu quá rồi không biết ai nhớ không. Mày sao? Sao đâu. Má nhưng bây giờ má kêu con dùng lên là bằng cách làm sao? Bây giờ mày không cần bưng cơm rót nước hầu hạ gì cho nó hết. Không được đâu. Sao vậy? Sao không được? Nè, nó đi làm về có đói bụng hả? Tự xuống bếp lấy đoạn rang. Không được đâu. Sao không được? Nó nói ngang mày cãi lại liền. Này không được đâu. Tao nói được. Nói được nói tiếp đi. Nó đó, nó mà nói mày cái gì đó. Được rồi, có tao nè. Tao xử nó, mày đừng có lo. Trời ơi, cái này... tao cái gì tao cũng làm được hết. Chửi nhau đánh nhau tao với mày xử nó luôn. Này làm không được đâu. Tao làm được. Tao con biết mà. Con biết má con giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết trơn á. Mà má ơi, con nói má nghe nè. Má giận má nói vậy thôi. Chứ cái câu mà má dạy con á là tam tòng tứ đức tiết hạnh khả phong, con đâu có quên được hả má? Còn đến tiết hạnh khả phong mà con có hiểu nghĩa đó không? Không. Không biết. Thì tại vì má nói mà chưa giải thích. Nghe má giải thích nè con. Dạ. Tiết hạnh khả phong có nghĩa là chồng chết mà mày ở giá suốt đời, không có tái giá, không có mê trai, không có đi lấy chồng khác, mới gọi là tiết hạnh khả phong. Biết rồi. Chồng mày còn sống lù lù đó mà tiết hạnh gì? Dạ. Tiết canh thì có. Chồng con thích tiết canh lắm, chiều nay mình làm cho anh ăn được không? Thì kệ nó. Quên. Bị lộn, bị lo cho chồng riết bị liệu. Nhưng má đây. Sao? Má mới là tiết hạnh khả phong. Trời ơi. Con có nhớ hồi lúc ba con chết đó, má được nhiêu không? Không. 20. Đúng rồi, lúc đó cũng không biết, bị má nói là ba chết lúc con còn nằm trong bụng má. Ờ, tao quên ha. Dạ. Con coi đó. Má ưa quên lắm. Má già cả rồi hay vậy? Con nhớ không, lúc ba con chết má mới có 20. Dạ. Vậy mà má ở vậy tới giờ. Ồ. Phải chi mà cái thời trước đó. Dạ. Là vua đã ban cho má 4 chữ tiết hạnh khả phong rồi đó con. Trời ơi, công nhận vua có mắt ghê mà bị ông chết lâu quá rồi ông ai không má. Cái con này. Má. Mày chấm tao hoài ha. Yên tâm đi, con sẽ phong cho má, con biết mà. Mà má ở lúc đó má có kể con nghe là má có mấy ông kép ở Phú Lâm phong má. Rồi con quen sao rồi dần lên đá xuống lừa qua suốt lại mấy anh chả bỏ má hết phải không? Vậy là ế chứ đâu phải cố tình ở giá. Mày đó nha. Thành ra bốn chữ đó lấy lại chứ sao đưa được. Thì có kép, có kép. Nhưng mà miễn mình giấu kín không ai biết thì thôi. Trời đất ơi, trời. Dạ. Dạ. Má nhắc lại từ bữa nay. Dạ. Mày không có thể để cho nó áp bức được. Phải dùng lên biết chưa? Nhớ chưa? Không biết rồi, con sẽ răng nhích lên chút. Tao biểu mày dùng lên chứ gì mà nhích. Mày dùng không được, nhích một chút còn đỡ hơn không nhích. Phải dứt khoát. Dạ. Dứt khoát nhớ chưa? Rồi. Nói mà cà chớn hả? Tao bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, nó nói gì? Hả? Ủa không phải, mày quên. Mày bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, má ưa lộn chết người lắm á. Đã lộn chỗ đó là mất tình mẹ con á. Bây giờ tao, cái thương thì thương chứ mấy cái đó không động được á. Chết rồi má ơi, chết. Về rồi kìa má ơi, trời bây giờ sao má chung má không dặn con. Mày làm gì vậy mày? Dùng con hả? Hồi nãy tao mới dặn mày cái gì dùng lên. Nhớ rồi, không có để cho ảnh cởi đè đầu cởi cổ được. Ta phải dùng lên sau chuyện này, ta phải dùng lên. Tôi nói thiệt với anh à, tôi nói thiệt với anh. Anh về. Anh dạ thưa anh, đi làm mới về. Trời mày. Dạ đúng rồi, em nó thịt đang cơm mà anh ơi, anh làm về chắc đôi bụng anh dọn cơm anh ăn ha. Trời ơi, con gặp mặt ổng rồi con quýnh nó đây. Anh ơi ngồi anh ơi, ngồi anh ơi. Tới giờ ăn cơm rồi, chồng về là phải có cơm liền cho chồng thôi. Mà mình ăn uống là mình phải kỹ lưỡng thôi đó. Bà làm cái gì á? Lộn, cái này phải thả xuống đây một chút. Bịch lên cho anh ta tưởng sắp bị xử bắn. Anh ơi, đùa.
đó, vợ là phải chăm sóc như vậy đó, là phải kỹ lưỡng đó. Má, gì vậy má? Má ngồi đi má. Thôi, bữa nay nực quá, ăn uống gì cũng vô. Nực quá sao má không đi tắm đi? Ờ đúng rồi, đi tắm đi má, nực tắm má. Con không có nói gì chứ nè. Nuôi nó mấy chục năm bán trà đá đi nuôi nó, đẻ ra vậy đó. Chưa bao giờ được nó hầu hạ một ngày như vậy. Con gái là con người ta, con dâu mới chính thực mẹ cha mua về. Má có con gái thì má biết một ngày nào đó nó phải đi nâng khăn rửa túi cho người khác mà. Thắc mắc làm chi má? Nâng cũng nâng vừa vừa thôi. Nâng quá có bộ không được à. Dạ. Em ra rồi. Không có miệng kêu hay sao làm gì lắc chuông. Làm với gia đình quý tộc lắm. Kệ vậy cho vui má. Cái gì vậy vui lắm nè. Bữa ảnh vừa lắc xong cái mấy đứa qua nó mua cà rem con. À anh biết rồi. Anh muốn uống nước không? Nhìn là biết rồi. À, anh ơi, uống bò hút với Coca. Bò hút? Nhìn biết mặt rồi biết uống bò hút rồi. Bò hút biết bởi vì cái mặt cũng như. Anh cho em hỏi bò hút có khi nào giả không anh? Nói vậy là nghĩa là sao? Thì thấy uống bò hút nhiều quá mà sẽ hút không có nổi. Vậy là nghĩa cái gì? Nghĩa cái gì? Đâu nghĩa? Cái vụ đó. Nói má nghe được má cười anh bây giờ. Tôi cấm cô không được nói cái chuyện bí mật quốc gia đại sự ra ngay chưa? Ở chừng đó. Thì hút không được thì em nói hút không được. Thì nào hút được mà em nói hút. Điên đi. Em biết rồi. Em mời anh dùng món ăn thứ nhất em dành tặng riêng anh. Ngon anh ha. Trời ơi là trời. Gì vậy anh? Cô biết tôi bị tiểu đường không? Dạ biết. Bị mỗi lần anh đi rít rung kiến nó bu quá trời. Cô biết như vậy phải không? Cô biết như vậy mà cô còn nấu đồ ăn ngọt như vậy sao? Muốn đậu độc thôi hả? Không. Sao nấu đồ ăn ngọt dữ vậy má? Nghĩ chắc má lỡ tay thôi anh. Em đổi món khác anh ha. Tại vì nhiều khi này ngọt quá, em nghĩ món này sẽ vừa miệng anh hơn. Cũng may á, có thủ sẵn cho ông Dục cho nó đũa đồ ăn. Thấy không? Vợ mà chu đáo là phải vậy. Ngon không anh? Đó. Tí nữa ơi. Trời ơi là trời. Sao anh? Cô biết tôi bị cao máu không? Ba bây giờ nói mới biết nè. Hả? Cô biết tôi bị cao máu mà cô còn nấu đồ ăn mặn như thế này sao? Muốn giết thôi hả? Sao nấu đồ ăn chi mặn ấy? Anh ơi, em nghĩ chắc má lỡ chân. Ê quên rồi. Má lỡ tay, má bỏ muối nhiều nó hơi mặn. Anh ơi, anh ăn món này đi. Em nghĩ cái món này chắc là ngon hơn nè anh. Em cũng không có muốn làm phật lòng anh đâu. Dạ em mời anh. Không sao đâu, cũng còn. Anh Minh mời em xơi. Trời ơi là trời. Nữa hả? Cô biết tôi bị cholesterol mà đúng không? Bây giờ nói mới biết nè. Muốn lấy chồng khác thì cứ nói nha. Biết cholesterol mà còn làm lấu đồ ăn béo như thế này sao? Má bụ dư mỡ lắm sao bỏ. Em nghĩ chắc này chắc cũng lỡ tay gì á. Anh ơi, em nghĩ nhất quá tam nhì ba cái. Món thứ tư chắc vừa lòng anh hơn á. Không sao đây, em cũng còn cái. Chị này chắc được à, anh ơi đừng dùng cái này để em còn không đâu rồi một á. Tôi cầm cho ông liền nữa không có đâu xài. Cô biết tôi bị đau bao tử không? Dạ giờ nói mới biết mà. Hồ sơ bệnh một đống về vô đọc đi. Em đâu có biết tiếng Anh đâu mà đọc. Ở đây, đây đây. Gì vậy anh? Nè đó. Này gì? Life insurance đó. Dạ. Bảo hiểm đó lấy đi. Này là đừng có giết tôi bằng kiểu này. Nè anh đưa cái life xin ăn này nè nó lấy đi. Tôi vốn tôi không biết tiếng Anh mà tôi cũng biết người ta nói cái đó là không có phải đâu. Xin ăn cái gì? Trả lại người ta đi. Mà chả má nói má không có lấy đâu. Hả? Cô biết tôi bị đau bao tử mà cô nấu chua cay như thế này sao? Dẹp đi. Anh ơi, anh đừng có giận. Má ơi,
Con biết đó là công 9 tháng 10 ngày má nuôi con cực khổ lắm. Mà bị gì lấy chồng rồi phải theo phe bên chồng. Không phải con bán đứng má đâu, mà nếu con không nói một mình con chịu hết, con đâu có ngu. Anh ơi, đồ ăn này không có phải em nấu đâu. Ai nấu? Mami. Ủa, tôi không chối, tôi nấu đó rồi sao? Hả? Tuyệt thực luôn cho rồi đi. Mặn ngọt chua cay gì ăn cũng được thì tôi sống làm gì? Má để ý cho tôi dạy vợ tôi, má đừng có xía vô. Tôi cảm ơn anh, con của tôi dạy đủ rồi, không có cần anh dạy nó. Anh lo cho cái thân của anh đi. Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Mỗi nhà nó đều có một cái luật lệ khác nhau. Má biết người đời người ta nói đó, hả? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Má biết rồi thì má đừng có thắc mắc và đừng xía vô nữa. Má con tôi bắt lỗi anh thì thôi anh còn đòi dạy dỗ con gái tôi hả? Xin lỗi anh, tôi đâu có cần. Trời, nhưng mà tôi mà, anh muốn nói cái gì mà con của tôi là đã chuyện giá đi qua đây. Trời, nít qua đây nữa. Cái gì vậy Mai? Con xin lỗi tại vì con quýnh hết trơn rồi, con la sản chứ con không có la làng. Tại hai người làm con rối quá. Má ơi, em xin lỗi má. Hả? Con xin lỗi mình. Ây da, em xin lỗi anh quýnh hết rồi. Má ơi, má ơi, má thương con. Má ơi, anh già rồi, sống nay chết mai, lại đủ thứ bệnh ở trong người hết má ơi. Má đừng la ảnh tội nghiệp, hãy để cho anh ra đi một cách thanh thản. Mày để cho tao nói chuyện với nó. Nè, tôi hỏi anh, hồi đó về Việt Nam á, anh nói với má con tôi anh làm cái gì? Anh nhớ không? Giám đốc. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Dạ đúng rồi. Anh biết con Mai của tôi nè, con của tôi nó trẻ đẹp như vậy nè, nó đâu có quẩn đâu. Nó đang có người yêu, mà người yêu của nó đó là tài xế xe ôm. Trời ơi. Vậy đó mà nó bỏ người ta đó mà nó lấy anh. Thấy chừng qua đây tưởng sao anh làm gì? Tài xế taxi. Má, má ơi, tài xế xe ôm mà lên được tài xế taxi là cũng nâng cấp lắm rồi má. Mày còn binh cho nó nữa hả? Trời ơi. Giám đốc hả? Tài xế thì nói đại tài xế đi, giám đốc cái gì? Việt Kiều nổ. Việt Kiều về Việt Nam mà không nổ thì về làm cái quái gì? Trời ơi. Nhưng mà có nổ để làm gì? Má biết chứ. Con nổ là vì con thương Mai, con thương má. Con muốn cho Mai và má nợ mặt nợ mày với làng trên xóm dưới. Đúng rồi, đúng rồi anh ơi. Trời ơi, má nhớ hôm bữa mà ảnh nổ anh là giám đốc, má con mình nở quá trời, má nhớ không? Trời ơi, mặt không phải nở thường anh ơi, mặt em với mặt má nở thì là thét lét luôn anh. Trời ơi, nên đi ra đường hai má con nắng lắm mà đâu có đội nón đưa lên gì cho nó nở ra. Trời ơi, nó không nở mà một tuần sau nó đen như miên anh ơi. À, Việt Kiều như con nè, về bên Việt Nam đó, dạ, bị gài vào một cái thế phải nổ. Trời. Không muốn nổ mà cắn răng mà nổ. Mấy năm trước con về Việt Nam thăm thân nhân bên đó, người bạn bè thân nhân hỏi con, ê Nghĩa mày ở bên mày làm cái gì? Dạ. Mình trả lời thất tinh, nói ở bên đó chỉ làm công nhân bình thường trong nhà máy thôi. Họ phá lên họ cười. Dạ. Họ chỉ vô mặt con là nói cái đồ xạo. Dạ. Tại sao Việt Kiều ở đấy ai về cũng làm giám đốc, sao có mình mày làm công nhân bình thường là sao? À, biết rồi, tự nhận mình làm công nhân bình thường ít lương để không có tiền cho quà thân nhân, cho tiền bạn bè chứ gì, đồ xạo. Má thấy đi, những thằng nói thiệt như con nè, thì bị họ nói là nói xạo. Còn những thằng nói xạo thì họ lại tin là nói thật. Thế thôi, nổ, vô tư. Đúng rồi má ơi, anh phải vào cái thế, anh phải vô tư nổ má ơi. Anh phải... Mày làm gì vậy Mai? Hả? Có làm gì á, không được thì thôi. Má, anh ơi, còn cái chuyện này em không biết nổ hay có thiệt á. Hồi lúc anh mới cưới em, anh nói vợ anh bị xe cán chết rồi phải không? Đúng. Vậy sao giờ qua lâu lâu qua điện thoại tới phải chửi em đều đều á. Mai à? Dạ. Em ra đường mà em kiếm một thằng đàn ông nào mà gặp gái đẹp không xạo anh chết liền. Cha bộ nó xạo đều hết anh. Nhưng mà xạo nó có nhiều loại xạo lắm. Dạ. Xạo mà lường gạt tiền, lường gạt tình của người ta, đó là cái xạo hạ cấp. Còn anh, dạ, anh chọn cái xạo cao cấp. Trời. Cái xạo cao cấp của anh là làm cho người yêu mình vui. Anh làm cho em vui lên thôi, em còn muốn đòi hỏi gì nữa.
Dạ đâu, em đâu có dám đòi hỏi đâu. Em biết anh xạo cao cấp rồi, em đâu có nói gì nữa đâu. Anh ơi, em ái mộ anh quá, em thần tượng anh quá anh ơi. Không ngờ anh cái xạo mà. Ủa, anh Trang mới qua tới hả? Má, không khỏe không em? Em khỏe, ngọn gió nào đưa tới đây vậy? Anh tự lái xe tới. Ừ, lâu quá. Dạ thưa ba, tiện đường đi làm về con ghé ngang con thăm ba. Dạ. Dạ con chào bác. Anh Trang kìa mắt. Dạ. Ngồi đó ăn cơm, cơm cháo. Cơm luôn. Wow. Gì? Bữa nay nhà mình đám dỗ sao nhiều đồ ăn vậy em? Người thường ăn á, dỗ quẩy gì. Ngày nào cũng làm vậy đó mà chê. Chê lên chê xuống không chịu ăn. Ai mà vô hậu dữ vậy trời. Thiệt tình. Trang. Dạ. Ra đâu bảo mày. Dạ thưa ba kêu con. Tao đẻ ra mày, tao đặt tên cho mày có vần có điệu đàng hoàng. Dạ. Hả? Tao tên Nghĩa, mày tên Trang. Thế khi nhắc đến Nghĩa Trang là người ta biết tao là bố mày. Dạ. Như vậy thì sao không đặt Nghĩa Địa luôn đi cho có trần có điệu hơn. Má ơi, Nghĩa Địa, Nghĩa Trang nó cũng giống. Anh ơi em có ý kiến gì được không anh? Thế ví dụ hai chồng mình mai mốt có con ba thằng mình đặt Bình Hưng Hòa đi. Anh để làm cái gì? Là nhắc tới Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa là nó nhớ gia đình mình. Trang. Dạ. Mày kêu tao bằng cái gì? Dạ con gọi bằng ba. Rồi vợ tao mày kêu bằng cái gì? Dạ tất nhiên là bằng má. Đúng rồi. Tới chào má đi. Hả? Ba ơi không được đâu ba. Tại sao không được? Con quen với Mai trước mà. Ba, hồi xưa tụi con kết nghĩa anh em với nhau giống như Lương Sơn Bá trước anh Đài vậy đó. Kêu anh em quen rồi bây giờ kêu bằng má kỳ quá à. Anh hai anh Đài tao không cần biết. Ông Cóc cần biết. Dạ. Nhưng mà hết con ở nó lấy tao á, nó cũng là automatic là má mày. Trời ơi. Mày tới chào má đi. Ba ơi, con chưa có quen. Tới chào. Lần sau nha. Tao nói mày chào. Dạ. Má chào anh. Anh chào má. Mày chào lại. Ê, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đứng đây, chào lại cho tao nghe. Con chào má. Anh ơi, đừng kêu em bằng má. Em ơi, anh bị bắt buộc mà. Mai ơi em biết không, hồi xưa anh dắt ba em về để làm mai cho má của em á. Ai về đâu ổng gặp em cái ổng vớt em luôn à. Anh đã lầm giao ba cho em. Trời ơi. Tâm cái mồm mày đi. Dạ. Ê, còn cái bà đó đó. Dạ. Mày kêu bằng cái gì mày? Dạ con kêu bằng bác. Đúng rồi. Hổn. Sao hổn ba? Cái bà đó là bà má vợ tao đó. Tao kêu bằng má mà mày kêu bằng bác thì tao mày lại nghe mà. Dạ. Mày già nữa hả mày? Tới cúi đầu khoanh tay chào bà ngoại đi. Trời ơi. Dạ quá ba ơi. Dạ. Tới chào bà ngoại. Dạ con chào bác ngoại. Dạ. Thiệt là nực cười quá à. Anh kêu tôi bằng má mà anh có coi tôi là má của anh không? Má. Hả? Anh kêu anh kêu con Mai nè. Con vợ của anh mà anh có coi nó là vợ hay không? Hả? Tiếc rõ cái nhà này tôi chán quá rồi, hết muốn sống nữa. À, ông bà thường nói đó là giữ người ở lại, trai giữ người đi. Nhưng mà nếu má đã chán thì con chiều. Con sẽ gọi lên sở di trú nó trục xuất má về Việt Nam, trở về ngày cũ. Đừng anh ơi em xin anh. Cô trục xuất trục mình má thôi em, chưa chán đừng trục em. Trời ơi Mai mày nói cái gì vậy? Không phải đâu, má hiểu lầm ý con rồi. Má ơi có hai má con nếu đi về một người thôi má về trước đi. Con bên đây con cài con gửi tiền về cho má. Chứ điền lượt hai đứa về bán trà đá tiếp á má. Điểm đi. Ba. Có điện thoại. Dạ. Có điện thoại. Ê quên, em phải bắt anh. Quên, clip qua mà quên. Alo cái Mai. À quên. Lô. Trường hả? À, khỏe không? Sao? Cậu tính mở nhà hàng á? Sao không gọi tôi để truyền kinh nghiệm chứ? Ừ có. Mở 4 cái mà có cái mẹ nào thành công đâu. À, được rồi, qua liền. À, nhậu à, ok. Không, đâu có kẹt cơm, đâu có cơm. Nhà này nấu cho cô hồn ăn chứ ai ăn. À, rồi, qua liền. Mai. Dạ. Tôi qua nhà hàng Tường tí xíu được rồi. Tường nào vậy? Không phải chuyện của cô, rách việc. Đúng rồi, đâu phải chuyện của cô, mắc mớ gì xí vô. Má, má gì vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu hả? Để tao đi, tao coi con nó đi chưa? Thôi, má đừng chạy. Mày làm cái gì vậy? Mày buông ra để tao coi nó đi chưa? Con sợ má đi theo quanh lén ảnh. Đánh lén cái gì? Tao coi nó đi chưa? Đang mà tao chửi đó chứ, anh chi đánh cái gì? Sao nãy ở đây không chửi người ta mà đợi người ta đi mới chửi? Trời ơi, không chửi mà nó còn đòi trục xuất cái mày nghe sao? Con dễ gì đâu, đúng là thời đại khủng bố mà. Dạ thưa ngoại. Ngoại của nội mày, ngoại. Bác à, ba con đi rồi, theo con kêu bằng bác nha.
Ba con ông nói vậy thôi chứ ông không có quyền trục xuất bác với em Mai về Việt Nam đâu. Ủa anh ơi, nói về em với má không có cần phải về Việt Nam lại đâu ha. Em yên tâm tại đi, vì em không có muốn về bển đâu. Em không muốn má em sống lại ngày trước được đâu anh. Tin anh đi, không có gì đâu mà. Dạ. Ba anh ổng hù á. Dạ. Trang à, cháu nghĩ coi. Dạ. Từ ngày ba của cháu á đưa bác với con Mai qua đây, nhốt luôn ở trong nhà, không có cho đi ra ngoài đường. Con Mai nó tội nghiệp cho nó còn trẻ, còn bác già cả rồi không nói làm gì. Qua 5-6 năm trời bên Mỹ, tiếng Anh gì cũng có đi học, bằng lái xe cũng không được học nữa. Đi qua Mỹ mà như là như câm như điếc vậy, như là ở tù. Bác buồn quá. Má, anh Trang biết không, tại hồi lúc ba anh cưới em á, ba anh nói ở bên đây ba anh có tới mấy chục người làm lận. Qua đây em chỉ cần coi phim bộ với đọc tiểu thuyết thôi, không có làm gì hết á. Làm gì cực vậy? Nhọc gì á, bác cũng nể hà. Tại vì bác với con Mai nó quen cực khổ rồi bên Việt Nam á. Má. Nhưng mà bác chỉ buồn là gì? Cái cách đối xử của ba cháu. Vợ chồng gì đâu mà giống như là chủ chứ lại người làm. Tối ngày cứ nạt nộ la rầy nó. Nhiều lúc bác tức quá bác nói nó, Mai à mày phản kháng lại đi, muốn tới đâu thì tới. Mà ngặt nổi cái con Mai nè, nó hiền quá đi. Ba của cháu nói gì nó cũng cúi đầu nó nghe theo hết. Thôi mà má, má ơi má đừng có khóc nữa. Từ ngày qua đây ngày nào má cũng khóc á. Bác sĩ nói má, ba má không có được khóc nhiều đâu. Má không phải con hiền đâu. Má biết mà, đánh ghen mướn con còn dám quánh mà má. Nhưng tại con nghĩ vậy nè, con nghĩ cuộc sống lúc trước của hai mẹ con mình cực khổ quá đi. Một ngày làm mười mấy tiếng mà cũng không có đủ ăn đủ mặc. Rồi lúc má lâm trọng bệnh, má ơi nhìn má quằn quại trên giường đau đớn, con chỉ muốn có một chút tiền để con mua thuốc, dù đó chỉ là những viên thuốc cảm nhỏ nhoi để cứu cứu mẹ mình đỡ đau đớn nhất. Mà con cũng không làm được. Con chỉ biết bất lực nhìn lên ông trời. Con nói ông trời ơi, ông cứ trút hết tất cả những bệnh tình của mẹ con lên trên người tôi đi, để tôi một phần nào gánh vác nỗi đau thể xác. Nhưng mà ông trời đâu có nghe, cũng đâu có thấy hả má. Lúc đó má con mình lâm vào bước đường cùng. Má ơi, rồi ảnh cũng về nước, ảnh gặp con, rồi ảnh cho con tiền để chữa bệnh cho má, rồi đem cả hai má con mình qua đây. Má ơi, con như người từ trên trời rơi xuống. Biết có bao giờ con dám nghĩ đến chuyện này đâu hả má. Má, đừng nói là ảnh nặng nhẹ con hay là chửi mắng con, thậm chí ảnh có hành hạ con, con không có buồn đâu. Má ơi, má cứ để cho con chăm sóc cho ảnh. Má đừng có ngăn cản, cũng đừng la rầy, đừng lên tiếng. Má hãy để cho con gái của má trả lại cái tình, cái ơn, cái nghĩa mà người ta mang mình qua đây nha má. Má còn nhớ con Xuân, con của dì Sáu bên cạnh nhà mình đúng má. Có lần lấy chồng Đài Loan, nó cũng đi biền biệt bao nhiêu năm trời. Sau này mới biết là người ta bán nó vô một cái động điếm, và nó phải làm vợ cho ba bốn cha con trong một gia đình. Mình nhớ. Má ơi, rồi sau vài năm dì Sáu nhớ con quá, rồi cũng gặp lại con, chưa mừng vui thì nó lăn ra nó chết. Người ta nói bên đó nó bị hành hạ, bị đánh đập. Mà nếu mà so với nó, con cũng may mắn hơn nhiều. Má cứ lấy con làm an ủi để mà sống. Má đừng khóc. Má khóc hoài làm sao con chịu nổi hả má. Thôi Mai à, cũng may là lúc trước em không chọn con đường lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc đó.
chứ nếu không thì một đi không bao giờ trở lại. Em nín đi đừng có khóc nữa. Dạ thưa bác. Em Mai. Dạ. Trước tình cảnh này thì con không thể nào giấu được nữa. Con xin nói thật về con người ba của con. Thưa bác, bác nhìn mặt ba con ngầu lắm phải không bác? Vô con chứ ngầu gì. Bác à, bác nhìn cái mặt của ba con á giống Saddam Hussein thiệt á. Nhưng mà ổng hiền lắm bác. Ngày xưa ổng thương má của con dữ lắm. Suốt bao năm trời chung sống với má con, ổng lo lắng chăm sóc cho má con đủ thứ hết á. Ổng chiều chuộng má con đủ điều hết. Ổng chiều chuộng má con đến nỗi mà ra đường ai cũng nói ổng là thằng đàn ông sợ vợ. Vậy mà ổng cũng chấp nhận nữa bác. Nhưng cuối cùng thì má con cũng bỏ ổng mà đi, để lại ổng một mình cảnh gà trống nuôi con. Bác biết không, kể từ đó đó ba con thay đổi hẳn tính nết. Ổng thề với lòng nếu như ổng cưới vợ một lần nữa, ổng sẽ dùng chế độ độc tài để mà cai trị. Trời ơi, tự nhiên ai ăn ốc có bắt tôi đổ vỏ rồi trời. Tự nhiên cái vợ nhất được cưng, cái vợ nhì bị đì à. Trang à, cháu nói sao mà bác nghe bác không hiểu, giờ đâu nói rõ ra bác nghe coi. Dạ thưa bác, tất cả những việc làm từ trước tới nay của ba con đối với Mai là do ông đóng kịch đó bác. Đóng kịch? Là giả bộ hả anh? Đúng. Những việc giống như là không cho Mai đi học tiếng Anh. Đúng rồi. Không cho Mai tiếp xúc với người lạ. Dạ đúng rồi. Thậm chí cả chuyện không cho Mai thi quốc tịch. Tất cả là gì? Là vì ba con sợ mất Mai. Dạ. Ông biết mình yếu thế vì cảnh chồng già vợ trẻ. Cho nên bên ngoài ông hung tợn như vậy đó. Nhưng mà trong lòng của ông không lúc nào yên hết. Thưa bác, ba con đáng thương hơn là đáng trách phải không bác? Thôi con nhớ rồi bác ơi. Hả? Con nhớ có nhiều đêm con đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên con mở mắt con nhìn vậy, trước mắt con một đống đen bị lớn, hai con mắt nó thụt vô tuốt trong vậy nè. Cái xong mới con tưởng ma, con la con nói trời ơi ma cứu cái. Ý con nhìn lại không phải ma. Ai vậy? Chồng con. Làm gì mày? Ai biết tự nhiên ông ngủ nhìn con hoài vậy, ông nhìn vậy nè. Xong cái con nói sao anh không ngủ đi anh. Cái ông nhìn ông mới thở dài. Anh ngủ không được mà không thấy mắt chả đâu trơn. Sao vậy? Con mắt nó đen thui rồi đâu có thấy. Cái con chết nó... cha. Ba con về. Ba con về. Thì ra có tâm sự. Ba sao ba về sớm vậy ba? Cha, lại đâu ạ? Dạ. Tại sao mà ba à? Bao nhiêu năm nay ba gồng mệt mỏi lắm rồi. Bữa nay thả lỏng cho nó khỏe nha. Con muốn mọi người trong nhà hiểu rõ về ba hơn nên con đã nói tất cả sự thật về ba rồi. Cha. Dạ. Ba cảm ơn con. Trời ơi, nói hồn hết cha. Ba biết, ba biết là sẽ có một ngày nào đó ba phải nói thật cho Mai hiểu. Bây giờ con nói nào. Cảm ơn con. Mai. Dạ. Không, em đừng dùng thái độ sợ hãi như vậy. Mai à. Dạ. Vợ chồng mà em cứ bình thường nhé. Em bị quen anh ơi. Bây giờ anh làm lại lần nữa. Anh kêu tên em làm cái đúng ý anh không? Mai à. Anh gọi em hả? Thằng Trang nó đã nói cho em hiểu hết rồi. Yes. Anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Trời ơi. Trời ơi xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Là xin lỗi tình yêu đó má ơi. Má ơi má xin lỗi tình yêu rồi kìa. Em hiểu lòng anh rồi. Em tội nghiệp anh quá đi. Em nói anh nghe, không phải em muốn đi ra ngoài em giao du hay là em học hành là để em muốn bỏ anh, không có. Em muốn phụ anh một tay. Em muốn được học, em muốn có công việc làm. Ai biết nhiều khi con người ta đang sân sẩn gì tự nhiên té cái sụi mẹ nửa bên rồi. Có cái gì kỳ cục vậy? Không không ý, con thật lòng lắm, có sao con nói vậy thôi. Rồi lúc đó ổng sụi rồi con có thể có nghề khác con nuôi ảnh chứ mình đâu có ỷ vào một người đúng không? Anh cứ yên tâm mà sống bên em đi. Em thề với anh, em nói thiệt, chừng nào anh chết em mới lấy thằng khác. Ôi trời ơi, có cái gì kỳ quá à. Con có sao con nói vậy à. Rồi, đây nè nghe má nói. Bữa nay nhà mình như vậy là thông cảm đã hiểu rõ nhau hết rồi. Ngồi xuống ăn bữa cơm cho thiệt vui đúng rồi, thôi. Đúng rồi bác. Ê mà thôi. Hả? Cái này ăn không được. Dẹp hết đi để má xuống dưới nấu cái khác cho nó ăn. Không, má để đó con ăn, để con ăn. Ăn bệnh má. Con bậy. Con bệnh ăn mấy cái này không có được, để má nấu cái khác. Không, con nói má để đó con thôi ăn. Thôi mà. Bác à. Cái gì vậy? Con đã nói rồi, ba của con ăn được. Ổng đóng kịch mà. À hai. Ba. Nhà. Thú thật với ba nha, con muốn cưới vợ lâu lắm rồi đó. Nhưng mà nhìn cái gương của ba sao con sợ quá. Vậy thì bây giờ con hỏi ba nè, theo kinh nghiệm của ba ha. Thì trừng trị vợ và sợ vợ, phương pháp nào sẽ mang lại hạnh phúc gia đình cho mình?
Mày là con tao mà lâu lâu mày hỏi những cái câu ngu quá. Chừng trị vợ hay là sợ vợ đều không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình là không phải do phía đàn ông mang lại, mà hạnh phúc gia đình là do phía phụ nữ mang lại. Trời ơi, hạnh phúc gia đình là do phụ nữ mang lại kìa má ơi. Giá trị phụ nữ được nâng cao rồi đó má. Thôi anh ơi, anh thấy thương quá anh ơi. Không lẽ giờ mà hôn anh miếng chứ trời ơi. Cho miếng nha. Đó, đừng có mắc cỡ nha. À, gì vậy? Ra vậy? Trời ơi, râu mà làm như cung tên đâm đau gần chết à. Trời ơi, cái này người ta kêu là cái rễ răng. Ghê quá chồng ơi.